Bộ truyện Mai Tán Tuổi 18, tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 1 Tôi có một trúc mã, xuất sắc giống như quái vật. Sống trong một tiểu khu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng đến trường cùng tan học, thường xuyên đến nhà đối phương chơi. Mẹ tôi luôn luôn chỉ tiếc trèn sắt không thành thép cằn nhặn tôi, nói rằng nếu tôi xuất sắc bằng một nửa người ta thì tốt rồi. Mỗi lần tôi nghe thấy đều muốn biểu môi, còn một nửa cơ, một nửa của một nửa cũng không làm được từ nhỏ sở chi an đã không thích nói chuyện mấy cũng không thích kết bạn nhưng cứ thích bắt nạt tôi mỗi lần tôi muốn chơi ác lại luôn trở nên trung thực bởi cái nhìn thản nhiên của cậu ấy hết cách rồi dù sao còn phải dựa vào bài tập của người ta để sống qua ngày người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà theo cách nói của mẹ tôi tên của hai chúng tôi còn có chút liên quan năm đó quan hệ hai gia đình tốt như người một nhà lúc hai chúng tôi sinh ra chỉ cách nhau ba ngày sau khi nhà tôi lật hết từ điển đặt tên cho tôi là Tô An, mẹ của cậu ấy đã quyết định ngay tại chỗ đặt cho cậu ấy cái tên sở Chi An này. Sau khi biết tôi đã cười cậu ấy suốt một tuần. Cậu ấy lớn hơn tôi ba ngày, từ nhỏ được tận tâm dạy dỗ phải làm một người anh trai tốt, nhưng khi còn nhỏ tên này là que kem nhỏ, lớn rồi là que kem to, từ trước đến giờ chỉ có tôi luôn bám đít, lại thích bắt nạt tôi, còn khước mới đến người anh trai tốt. Có lúc tôi cũng cảm thấy tôi không cao bằng cậu ấy học không giỏi đều vì cậu ấy, anh em yêu thương kính trọng nhau. Chuyện này không thể nào. Cách nhìn của tôi đối với tính cách của cậu ấy từ trước đến nay đều là lạnh lùng vô tình, ngày thường có thể làm chó thì sẽ không làm người, cách nhìn này đã kéo dài đến năm lớp 8. Khi đó nhà trường mở lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú, mỗi tối đều sẽ thêm tự học tối, tôi không phải kiểu chịu khó, tất nhiên luôn lười chảy thay ở lớp bình thường. Nhưng sở chi an không chịu khó học tập giống như tôi đã thoải mái vào lớp bồi dưỡng Tôi ước ao ghen tị với thiên bẩm của cậu ấy Có lẽ tôi trời sinh xui xẻo Ngày đầu tiên tự về nhà đã gặp phải một đám lưu manh tiếng xấu lan xa Bọn chúng cướp tiền của tôi Còn chơi đùa muốn xé cặp của tôi Kết quả phản kháng đương nhiên là bị đánh một trận như tử Khoảnh khắc này tôi vô cùng hối hận nghỉ hè lớp 6 năm không đi huấn luyện với sở Chi An Tôi khập khiển quay về cổng trường chờ sở Chi An tan học Dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu ấy tránh, đúng lúc cô chú đều đến nơi khác công tác, sẽ không về trong thời gian ngắn. Khi tôi ngồi xổm ở cổng trường ngủ gật lần thứ tư, Sở Chi An cuối cùng cũng đi ra, lớp tám cậu ấy đã cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, vô cùng bắt mắt trong dòng người. Khi nhìn thấy tôi rõ ràng cậu ấy ngẩn ra, bước nhanh chạy về phía tôi, trong mắt là sự lo lắng tôi chưa từng thấy. Trước đó tôi vẫn cho rằng cậu ấy luôn vui giận không lộ có lẽ mặt mũi tôi sưng vùng ngồi sổng ở cổng nhìn thảm quá, giống con chó lang thang vô cùng đáng thương. Tôi suy nghĩ viễn vông, chắc chắn vừa xấu vừa thảm, nếu không thì cũng không dọa sợ chi an. Tôi đã nghĩ xong mặt dày mày dạng như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chí đã bị ra lý do rồi, bất ngờ là cậu ấy không hề nói gì, chỉ im lặng ngồi sổng cổng tôi trên lưng, một tay cẩn thận nâng tôi, một tay sách cặp của hai chúng tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn bên mặt cậu ấy, đèn đường chiếu một lớp ánh sáng vàng ấm lên lông mi của cậu ấy tôi xuất thần nhìn vào mắt của cậu ấy lông mi của một đứa con trai sao lại dài thế có khoảnh khắc tôi rất muốn duỗi tay sờ lông mi của cậu ấy lúc đi ngang qua quán nét cậu ấy nhìn thoáng qua vào trong tôi liếc một cái theo ánh mắt của cậu ấy đã thấy đám lưu manh kia lập tức cảm giác vết thương trên người trên mặt đau hơn ngón tay không tự giác siết chặt vải trên vai cậu ấy bước chân sở chi an khựng lại nhưng mặt sang khẽ nói câu gì đó với tôi, tạm thời tôi không nghe rõ, hình như là đừng sợ. Cậu ấy cổng tôi về nhà, đặt lên ghế sofa, ngồi sổng trước mặt tôi nhíu chặt mày bôi thuốc cho tôi, động tác nhẹ nhàng không tưởng nổi. Tôi chưa từng thấy sở chi an dịu dàng đến vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã quên đau, chỉ biết ngẩn người nhìn mặt mày cậu ấy cục xuống. Sở chi an bôi thuốc cho tôi xong bảo tôi đi ngủ trước, sau đó không nói gì và ra ngoài. Tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm, bèn ngồi ở đó chờ cậu ấy về. Không biết qua bao lâu, tôi chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân rất khẽ. Tôi ngồi dậy mơ màng nhìn về phía Sở Chi An, trong nháy mắt nhìn rõ đã bị dọa tỉnh táo. Quần áo của cậu ấy rất bẩn, giống như đã lăn trên mặt đất, cổ áo có dấu vết xé rách, lẫn với trầy da, thậm chí có vết máu rỉ ra, dưới ánh đèn sáng rõ tôi còn nhìn thấy một vết bầm tím ở khóe miệng cậu ấy cậu ấy rõ ràng hơi giật mình khi nhìn thấy tôi vẫn ở phòng khách sau đó điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu nhanh chân đi về phòng ngủ cậu đã đi đâu lúc nói ra tôi mới phát hiện giọng mình run rẩy rất nhỏ bước chân cậu ấy dừng lại đưa lưng về phía tôi không nói gì đáp án gần như chắc chắn tôi cảm giác trong cổ họng như có thứ gì đó cản trở khiến tôi rất khó phát ra âm thanh tôi cố gắng khiến giọng mình trở nên bình thường hơn cậu đến quán nét tìm bọn chúng à cơ thể cậu ấy cứng nhắc đứng ở đó đưa lưng về phía tôi giữ im lặng tôi lại gọi cậu ấy lần nữa sở chi an hình như cậu ấy thở dài xoay người đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống duỗi tay chạm nhẹ vào mặt tôi hỏi còn đau không tay cậu ấy rất đẹp khớp xương rõ ràng bây giờ lại mang theo vết xanh đen và đỏ tôi há miệng vẫn chưa kịp nói lời nào nước mắt lại đột nhiên vỡ đê tôi cảm nhận được cậu ấy dùng giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi vụng về lặp lại an ủi tôi không sao đâu không sao tôi vẫn không cầm được rơi nước mắt tôi biết như vậy rất mất mặt nhưng tôi không kìm được cậu ấy thở dài ông tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi dỗ dành bên tai tôi như dỗ trẻ con tớ không đau thật đấy bọn chúng còn thảm hơn tớ tớ từng luyện võ cậu quên rồi à an an đừng khóc nữa tôi đã quên đêm đó bao lâu mới ngủ chỉ nhớ rõ cái ông của sở chi an rất ấm áp là nhiệt độ thuộc về sở chi an kể từ hôm đó mỗi chiều sau khi tan học tôi đều sẽ chờ sở chi an tan học để đi cùng nhau có điều sau đêm đó cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu để tình lần đó cậu ấy giúp tôi tôi cũng lười so đo với cậu ấy sau khi lên lớp chính tôi bắt đầu cố gắng học hành liều mạng khiến người kinh ngạc ngay cả ba mẹ tôi cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi sợ tôi áp lực lớn quá còn lo lắng có phải tôi bị kích thích gì không? Đến cả sở chi an cũng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tôi phải chăng đột nhiên lạc đường biết quay lại. Đây là bí mật của một mình tôi, tôi muốn học chung trường cấp 3 với sở chi an. Trải qua sự liều mạng cố gắng của tôi và dạy kèm của sở chi an, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cũng may cuối cùng nguy hiểm chen vào trường cấp 3 tốt nhất. Nghỉ hè lớp 9 tôi đi luyện tập với cậu ấy, bởi vì sau lần bị đánh hồi lớp 8, mới đầu tôi đã quyết tâm chăm chỉ học càng về sau vẫn là hứng thú nhất thời. chuyện này tại sở chi an hết. ba mẹ tôi bảo cậu ấy trong tôi, nhưng cậu ấy lại luôn thả tôi. đến sau thậm chí còn giúp tôi cúp học. chuyện gì cũng có thương lượng, dễ nói chuyện đến mức khiến tôi nghi ngờ cậu ấy muốn học giỏi sau đó nghiền ép tôi. lúc khai giảng tôi rất bất ngờ sở chi an lại cùng lớp với tôi, ở lớp cuối cùng. điều này không công bằng, cậu ấy đứng thứ nhất, cậu ấy nên vào lớp tốt nhất. suy nghĩ này đến quá nhanh tôi thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao mình lại tức giận và không hài lòng đến vậy. Nhưng sở chi an không mảy may để ý, cậu ấy còn mỉm cười gõ đầu tôi, nói là thế này vừa khéo cậu ấy có thể tiếp tục trong tôi. Bạn học trước kia đều nói sở chi an không thích cười, tôi khinh. Tôi lại cảm thấy cậu ấy rất thích cười, bắt nạt người ta sẽ cười. Lên cấp 3 sở chi an càng chói mắt hơn về mọi mặt. Bắt đầu từ cấp 2, đã có con gái thích cậu ấy, chỉ có điều trước kia còn hơi kín đáo bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều khi một lần nữa nhìn thấy có người tỏ tình với cậu ấy cuối cùng tôi chậm chạp nhận ra tôi thích sở chi an không phải ước ao không phải đố kỵ mà là ghen là thích là không trăm lòng tôi đã thích sở chi an từ lâu rất lâu trước khi chính tôi cũng chưa nhận ra ngay khi quen với sự tồn tại của cậu ấy khi bị đánh vì bảo vệ quyển sách cậu ấy cho tôi không bị xé rách khi nhìn thấy cậu ấy bị thương đau lòng rơi nước mắt, khi thích xuất thần nhìn chầm chầm cậu ấy. Tôi cả đêm không ngủ, trong đầu lộn xộn, nhưng chỉ không có kinh ngạc và bất ngờ. Có lẽ từ lâu tôi đã không thể nào kết luận, hình như chuyện Tô An thích sở chi an không phải chuyện ngẫu nhiên mà mà chuyện tất nhiên. Tôi bình thản chấp nhận kết quả này, thậm chí tìm vui trong khổ nghĩ rằng cũng may đây là mối tình đơn phương đã định không có kết quả, chỉ là chuyện của một mình tôi chuyện phản nghịch tôi đã làm trong mười mấy năm đầu đời bình thường chắc là thích sở chi an tôi chưa từng muốn từ bỏ cũng chưa từng nghĩ rằng có kết quả thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ miên man như tự ngược sau này sở chi an sẽ thích người như thế nào họ sẽ yêu nhau kết hôn sinh con sau đó hạnh phúc cả đời mà tôi vẫn mãi là em trai cậu ấy thương yêu nhất ở lại trong góc an toàn nhất nhìn cậu ấy như thế rất tốt tôi tự nhủ vô số lần Năm lớp 11 sở chi an chuyển đến lớp 1, không hề có điểm báo trước. Cậu ấy đang tránh tôi à, tôi nghĩa mà tay chân tôi lạnh toát. Có thể là cậu ấy đã phát hiện ra tâm tư của tôi, kỹ thuật của tôi quá kém, bị cậu ấy phát hiện rồi. Cậu ấy cảm thấy không thể tin được, khó chấp nhận, thậm chí cảm thấy ghê tởm, cho nên cậu ấy tránh né. Khi sở chi an muốn tránh tôi, tôi không gặp được cậu ấy, dù cho chúng tôi đã từng như hình với bóng. Mỗi tuần vừa đến nghi thức kéo cờ, tôi đều sẽ cố chấp nhìn về phía lớp cậu ấy. Có mấy lần tôi nhìn thấy cậu ấy hơi nghiêng mặt, nhưng cậu ấy sẽ không quay đầu lại, không một lần nào. Lúc này tôi mới nhìn thấy sở chi an ở trong mắt người khác, lạnh lùng, vô tình, tránh xa người ngàn dặm, thì ra họ chưa bao giờ nói ngoa. Tôi vốn có thành tích đội sổ, mỗi ngày trong lúc nghỉ miên man đã rơi xuống đấy. Lúc công bố kết quả thi giữa kỳ, tôi đứng thứ nhất đếm ngược, mà sở chi an trên bảng vàng vẫn đứng đầu danh sách. Tôi nhìn bài thi vô cùng thê thảm cười ra tiếng, sở chi an vẫn là sở chi an kia, không ai có khả năng ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng tôi không có lý do và lập trường để tuổi thân, ai bảo tôi thích cậu ấy chứ. Ba mẹ nhìn bản thành tích của tôi im lặng rất lâu, họ bắt đầu thay nhau tâm sự với tôi, mà tôi cúi thấp đầu ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Tôi cũng không thể nói với họ rằng, con của hai người vì thích sở chi an mà đơn phương thất tình, thành tích mới tuột dốc không phanh dưới cơn nóng giận không chừng ba tôi lại đánh gãy chân tôi mẹ tôi cũng sẽ thúc thích suốt ngày trong nhà sẽ không ai được yên không khí ngột ngạt thấy tôi luôn im lặng ba tôi cau mày thở dài vô lực phất tay bảo tôi về phòng tôi ngồi trước bàn học ngẩn người trước mắt lúc là gương mặt mệt mỏi của ba mẹ lúc là gương mặt của sở chi an im lặng dịu dàng lạnh lùng tôi nghĩ đến nỗi xuất thần thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa khi sở chi an cầm sách ngồi ở trước mặt tôi tôi còn tưởng là mình đang nằm mơ, tôi như tên ngốc nhìn chầm chầm người trước mặt. Cậu ấy không giống trước kia lắm, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, đôi mắt bình tĩnh lại sâu thẳm, giống một đầm nước sâu không lường được. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cũng không có ý định lên tiếng. Trong lúc nhìn nhau tôi không chống đỡ nổi một phút, nhìn đi chỗ khác ra vẻ bình tĩnh, sao cậu lại tới đây? Ba mẹ cậu bảo tớ qua đây khuyên bảo cậu. Giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh của cậu ấy khiến tôi lập tức nổi giận lại ấm ức, cậu ấy biết, rõ ràng cậu ấy biết. Phải, tôi không có ý định để cậu ấy đáp lại tôi, cũng chưa từng muốn một kết quả. Nhưng cậu ấy có thể dứt khoát ghét tôi, không đếm xỉa đến như một người đứng xem qua một lớp cửa sổ giấy thì tính là gì? Nhìn tôi xa vào nhìn tôi đau khổ, nhìn tôi mờ mịt không biết làm thế nào, như thể một vai hề tự mình biểu diễn. Tôi muốn phát tiết, muốn hét thật to nhưng khi tôi hé miệng mới phát hiện tôi thậm chí không phát ra được âm thanh tô an hiếm khi cậu ấy gọi tên đầy đủ của tôi tôi không hiểu sao cảm thấy không yên quả nhiên sở chi an đặt sách giáo khoa trong tay cậu ấy lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi trong mắt đều là cảm xúc tôi không hiểu sâu lắng lại kiềm chế cậu ấy cười với tôi một tiếng giống như lúc trước lời nói ra lại giống như một con dao cắm thẳng vào ngực tôi bên trong có một tấm ảnh là người tớ thích đó là sách giáo khoa lớp 9, thì ra sớm như vậy, tôi lại không hề biết gì. Trong chốc lát tôi đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết máy móc cầm quyển sách kia. Trong nháy mắt mở ra tôi thậm chí nghe thấy âm thanh máu thịt xé sách. Mà kẻ đầu têu còn ép sát từng bước, xem xong chúng ta lại nói tiếp. Thật ra cậu ấy không cần phải làm thế, thẳng thừng từ chối tôi cũng sẽ không đau khổ thế này, chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi đến vậy à? Lúc tôi lấy ảnh ra, Sở Chi An kéo căng khóe miệng, rất kỳ lạ, rõ ràng người sắp bị phán tử hình là tôi, cậu ấy lại như người bị phán chờ đợi sinh tử. Ảnh là ảnh tốt nghiệp lớn chính, giữ gìn rất tốt, chắc là chủ nhân thường xuyên vuốt ve nên bốn góc bị xù. Trong chớp mắt nhìn rõ hô hấp tôi nghẹn lại, tấm ảnh rơi luôn xuống đất. Người bên trên là tôi. Tôi thậm chí không biết cậu ấy lấy được khi nào. Tôi vô thức cúi người nhặt ảnh lên kẹp vào sách trong tay, tay cũng đang run, toàn thân cứng nhắc giống một khúc gỗ trong phút chốc kèm theo vui sướng mà đến là bối rối và sợ hãi ùn ùn kéo đến trong chớp nhoáng đầu tôi hiện lên gương mặt của ba mẹ tôi và ba mẹ của sở chi an mặt tôi cắt không còn một giọt máu suy nghĩ duy nhất đó là đi ra ngoài trước bây giờ tôi không có cách nào đối mặt với cậu ấy lúc tôi định đứng dậy đi ra ngoài sở chi an cử động một tay cậu ấy đặt trên vai tôi sức không lớn lại làm tôi không thể đứng lên tôi hốt hoảng ngẩng đầu đối mặt với cậu ấy, con ngươi cậu ấy rất đen, mang theo cảm giác áp bách rất sâu, giống như một tấm lưới dày nhốt tôi ở bên trong không thể chạy thoát. Cậu ấy hạ giọng gọi tôi, an an. Hơi thở của tôi trở nên gấp rút, ngắt lời nói của cậu ấy theo bản năng, tớ. Sở chi an, không phải, ba mẹ cậu, mẹ tớ, tôi nói những lời không về có quy luật điên đảo rối loạn. Nhưng sở chi an đè vai tôi xuống, hình như cậu ấy nhận ra được tôi muốn nói gì, lại không cho phép tôi chạy trốn, cũng không cho phép tôi lùi bước chút nào. Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt nghiêm túc lạ thường, tớ thích cậu. Thế giới đều yên lặng. Tôi chỉ có thể nghe thấy trái tim đứng lại trong chớp mắt của tôi bắt đầu đập thình thịch. Cậu ấy đang nói cậu ấy thích tôi. Hồi hộp, khó có thể tin, mê mang sợ hãi, tôi mờ mịt sững sờ tại chỗ nghe cậu ấy lặp lại lần nữa. An an, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia cậu không hề cảm nhận được chút nào à. Tôi đột nhiên nhớ đến nghỉ hè năm lớp 9 có một lần lười biếng không đi luyện tập, khi kết thúc huấn luyện trộm ngồi xổm ở ngoài cổng chờ sở chi an đi ra, lại bất ngờ nghe thấy huấn luyện viên đang chỉ tiết rèn sắt không thành thép răng dạy tôi, ngay sau đó răng dạy sở chi an bao che, có vẻ như huấn luyện viên rất tức giận, giận dữ hỏi cậu ấy nếu như tôi muốn lười biếng lại lười biếng, sau này không hề có sức phản kháng thì phải làm sao? Ngay lúc đó sở chi an trả lời thế nào nhỉ, cậu ấy dứt khoát nói, em sẽ bảo vệ cậu ấy. Huấn luyện viên giận quá bật cười, nó là một đứa con trai, em có thể bảo vệ nó cả đời. Tôi nghe thấy sở chi an im lặng một lúc, sau đó giọng của cậu ấy truyền ra, có thể. Là tôi luôn luôn quá chậm hiểu, không phát hiện ra gì cả. Tôi như thể phân chia thành hai người, một nửa đang thỏa thích mặt sức vui vẻ, một nửa đang đau đớn dãy dùa. Liên quan đến chuyện tôi thích sở chi an, Tôi từng suy nghĩ rất nhiều cách xử lý, mỗi một cách đều cơ bản giống nhau, đơn giản là tôi có thể giấu cả đời, cho dù là thân phận gì, em trai cũng được, bạn thân cũng tốt, chỉ cần có thể ở gần cậu ấy, tôi đều sẽ luôn yên lặng chúc phúc cậu ấy. Sau đó khi đến cuối đời mang theo bí mật này cùng chết đi, tôi chưa từng nghĩ đến một khả năng khác. Nó sẽ đi ngược với luân lý đạo đức. Nó sẽ là đau khổ của hai gia đình. Ngón tay Sở Chi An vuốt về khóe mắt tôi cắt ngang suy nghĩ lung tung của tôi, an an, tớ không ép cậu, tớ chỉ muốn cho cậu biết. Tôi không nói gì, tôi hiểu cậu ấy như cậu ấy hiểu tôi, cậu ấy nói không ép tôi, nhưng khi cậu ấy lựa chọn trốn tránh tôi đã và đang ép tôi đưa ra lựa chọn. Tôi lại mờ mịt và lúng cuốn vì cậu ấy xa lánh, sẽ không kìm được muốn tới gần cậu ấy, cuối cùng sẽ trách tất cả biểu tượng, đưa ra lựa chọn. Hóa ra cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến vậy, thích đến mức sau khi biết hết thảy không thể lựa chọn xem như không biết gì cả. Khi tôi im lặng Sở Chi An cũng không lên tiếng nữa, cậu ấy cho tôi đủ thời gian suy nghĩ, giống một thợ săn đầy sự kiên nhẫn, chờ đợi con mồi của mình cam tâm tình nguyện đi tới. Tôi còn chưa có cách nào chịu đựng những hậu quả chưa biết, cũng không có cách nào từ bỏ Sở Chi An thích tôi. Xét đến cùng năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi, còn mang theo sự ngây thơ và yếu đuối của tuổi trẻ nhưng cũng có sự thẳng thắn và nhiệt tình của tuổi trẻ gương mặt của ba mẹ hai bên xen lẫn những quan tâm che chở và sở chi an thay thế nhau tuần hoàn trước mặt tôi như cưỡi ngựa xem hoa không biết qua bao lâu tôi thở dài một hơi khẽ nói với người trước mặt tôi cậu thắng rồi nếu thật sự có thần linh xin hãy tha thứ cho sự tham lam của tôi tôi muốn sở chi an tôi thỏa hiệp cam tâm tình nguyện thua bởi cậu ấy bước vào cái bẫy mang danh tình yêu Cơ thể căng cứng của Sở Chi An hơi thả lỏng, cậu ấy cười, đôi mắt đẹp phát sáng lấp lánh, gần như khiến tôi đang nhìn cậu ấy không biết làm thế nào. Thấy thế, khóe môi cậu ấy cong hơn, tôi nhìn người này lại gần tôi từng chút một, cuối cùng thân mật kề trán với tôi. Tôi căng thẳng nắm lấy tay vịn, cả người cứng ngắc trên ghế, má và tai đều đang bốc hơi nóng, cậu ấy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó hơi lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, an an, mọi chuyện có tớ. Tôi chậm rãi vương tay, thăm dò từng chút một, cuối cùng, tôi ôm lấy cậu ấy. Ông lấy cậu ấy như buổi tối rơi lệ kia, ngực của cậu ấy vẫn gầy yếu chỉ có ở thiếu niên, lại làm cho tôi cảm giác có được cả thế giới. Bắt đầu từ hôm nay cái tên sở chi an này đã có một ý nghĩa khác với tôi. Bạn trai là sự tồn tại độc nhất vô nhị, nghe rất đặc biệt. Từ đây, sở chi an là sở chi an của tôi, là của tôi. Chỉ tưởng tượng trong lòng, đã có kích động muốn công khóe miệng lên. Bưởi, vì chương này sở chi an xưng anh và Tô An cũng gọi anh nên mình đổi xưng hô khi hai người đối thoại, còn phần lời kể của Tô An mình vẫn để là cậu ấy. Sở chi an lại quay về lớp chúng tôi, học giỏi thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Thường ngày chúng tôi không có thay đổi gì lớn, nhưng sau khi đổi thân phận khác, cho dù làm chuyện gì cũng mang cảm giác ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ yêu đương, trong mắt tôi yêu đương với người mình thích có lẽ là vui vẻ đến mức hít thở cũng ngọt buổi tối thứ bảy chúng tôi đi bộ trong công viên dưới tầng tiểu khu xung quanh có rất nhiều cặp đôi chúng tôi đi trong đó có phần không hài hòa nhưng không hề có vẻ đột ngột không khí đó khiến tôi mê muội như thể quan minh chính đại nắm tay trong đám người sau khi đi vài vòng chúng tôi ngồi trên ghế dài trong góc sợ chi an đặt tay tôi trong lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức thích không buông tay giống như tìm được món đồ chơi gì thú vị tôi nghiêng đầu nhìn mặt mày dịu dàng cảm giác giống như nằm mơ mọi thứ đều không chân thực sở chi an tôi nhìn cậu ấy cậu thích gì ở tớ cậu ấy nhìn tôi một lát ừm một tiếng rất dài giống như đang cẩn thận suy nghĩ thời gian cậu ấy suy nghĩ rất dài dài đến độ lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi tôi nhìn cậu ấy chăm chú não bắt đầu vận chuyển nhanh chóng tự hỏi đủ loại đáp án có thể xuất hiện Kết quả cậu ấy nhìn dáng vẻ căng thẳng của tôi phì cười một tiếng. Tôi ngờ vực nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy duỗi tay nhéo vành tay tôi. Cậu ấy nói, An An, em chỉ cần biết rằng anh thích em đến mức bằng lòng cho em mạng sống. Đầu ngón tay sở chi An hơi lạnh, lại khiến tôi cảm nhận được nóng rực tê dại từ vành tay, rót thẳng vào trong tim. Tôi nhìn mặt của cậu ấy, bên này không có đèn đường, mặt của cậu ấy nửa ẩn nửa hiện trong ánh trăng lờ mờ, mang theo đường nét mềm mại khóe môi cậu ấy đang cười cả người thoải mái lại vui vẻ lúc tôi bắt đầu tới gần cậu ấy sở chi an vẫn đang cười cho đến khi môi tôi khẽ rơi xuống môi cậu ấy cậu ấy mới thoáng cái cứng đờ môi của cậu ấy trơn và mềm trong nháy mắt đó tôi rõ ràng cảm nhận được hơi thở không sâu của cậu ấy bỗng nhiên dừng lại lại mang theo nhiệt độ cực nóng phả lên mặt tôi tôi khẽ lùi lại trên mặt hình như đang nóng rực ánh mắt nhìn xuống dưới nói khẽ với cậu ấy anh ơi em thích anh từ nhỏ tôi đã không thích gọi cậu ấy là anh luôn cảm thấy mất mặt chỉ có những lúc muốn nhờ cậu ấy mới có thể đi theo sau cậu ấy gọi anh mà lúc này đây chữ này lăn qua trong lòng tôi lượn quanh vài vòng trên đầu lưỡi cuối cùng mang theo nhiệt độ nóng hổi và ý nghĩa khác được gọi lên hình như cậu ấy cười lại hình như không cười sau đó nghiêng người nhốt tôi giữa ghế và cậu ấy ánh mắt tối lại không rõ trong bóng tối sở chi an chậm rãi đến gần tôi cho đến khoảng cách vốn rất gần trở nên gần hơn, sợi tóc quét qua mặt tôi vừa nhẹ vừa ngứa. Giọng nói của cậu ấy rất trầm, hơi khàn, lặp lại lời nói vừa rồi. Tôi như thể bị mê hoặc, bên tai chỉ còn lại giọng nói êm tai của cậu ấy, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang làm gì, thuận theo cậu ấy theo bản năng, anh ơi, em. Ừm, tôi vẫn chưa nói xong, đã bị Sở Chi An chặn lại hoàn toàn. Trong nháy mắt đó tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình toàn là âm thanh, không biết là nghe nhầm hay là chân thực, giống như pháo hoa nổ lốc đốt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy gì cả. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn tôi, giọng nói mang theo ý dỗ dành, ngoan, há miệng ra. Đầu óc của tôi cháy thành một đống bột nhão, chỉ biết mơ màng hé miệng, mặc cho cậu ấy cướp đoạt. Trong mông lung chỉ nghe thấy cậu ấy thở dài thấp giọng thì thầm, sao ngoan thế? Bờ môi sở chi an mềm mại, hôn lại vô cùng bá đạo hung ác. Chúng tôi đều không có kinh nghiệm, chỉ biết đơn thuần dựa vào bản năng tới gần, thậm chí ngay cả răng cũng đập vào nhau. Đủ hôn ngây ngô như vậy lại khiến nội tâm tôi căng ra cảm giác thỏa mãn ấm áp. Cuối cùng khi cậu ấy thả tôi ra, tôi đã bị hôn tới mức tay chân như nhũng ra, thở hổn hển dựa trong lòng cậu ấy. Tôi mím bờ môi hóng rực trung rẩy, cảm xúc hôn vừa rồi hình như lại xuất hiện trên môi. Trong lòng như chứa một chai nước ngọt, đang ùn ụt nổi bong bóng, không có cách nào lắng lại. Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy kéo tay tôi vào trong tay mười ngón đang xen. Giây phút này tôi nghĩ rằng, trong đời này tôi sẽ không gặp được ai thích tôi đến vậy nữa. Những ngày sau đó, chúng tôi giống như mỗi cặp đôi vườn trường bình thường, đang mười ngón tay dưới bàn học, khi trời lạnh mặc đồng phục của cậu ấy, cùng chơi bóng trong tiết thể dục, buổi tối đi hẹn hò với nhau, sau đó vụng trộm hôn môi trong góc tối không người nhờ sở chi an dạy kèm việc học của tôi đã có bước nhảy vọt về chất đây rõ ràng là kết quả không ngừng cố gắng của tôi nhưng sở chi an lại muốn nói là vì có vần sáng bạn trai của cậu ấy còn nói tôi bác bỏ cậu ấy sẽ hôn tôi nói một câu hôn một cái tôi không phục sau đó nói vài câu tôi tôi phục rồi cậu ấy vẫn không làm người như trước đây chỉ có đều không làm chó nữa đổi sang làm lưu manh dưới sự dạy kèm một thầy một trò của cậu ấy tôi thi đại học vượt xa phát huy bình thường tối thiểu đăng ký một trường tốt với sở chi an sẽ không thành vấn đề ba mẹ tôi vui mừng muốn làm mấy bàn tiệc sau đó dưới đề nghị mạnh mẽ của tôi đã đổi thành làm một bàn đồ ăn trong nhà để chúc mừng đương nhiên cũng mời gia đình sở chi an trong cái nhìn của ba mẹ tôi thành tích của tôi có thể nâng cao đến vậy không thể bỏ qua công lao của sở chi an nhưng ngày hôm đó sở chi an không đến trước đó cậu ấy cũng không nói với tôi tôi lấy điện thoại ra phát hiện hoàn toàn không liên lạc được trước khi ăn cơm người hai gia đình chuyện trò việc nhà mẹ tôi hỏi chi an đâu năm này thành tích của thằng bé khiến mọi người kinh ngạc anh chị không làm một bàn ở nhà cho nó thì thôi an an mở tiệc cũng không cho nó tới đây ăn một bữa cô sở cười một tiếng hôm nay nó có chút việc về quê rồi mấy ngày sau mới quay lại không biết có phải ảo giác của tôi không tôi cứ cảm thấy nụ cười của cô sở hơi cứng chú sở cũng im lặng quá ăn nói càng có ý tứ hơn thậm chí trong lúc ăn cô sở còn nhìn tôi mấy lần trong thoáng chốc trong đầu tôi lóe lên một khả năng lập tức khiến tay chân tôi lạnh toát giống như đột nhiên đạp hụt một bước không tìm được điểm đặt chân ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết ngồi ở đó máy móc đối phó những lời hỏi thăm thỉnh thoảng trong bữa ăn may mà cô sở chú sở ăn xong rồi đi luôn trước khi đi còn cho tôi bao lì xì có thể là tôi chột dạ tôi cứ cảm thấy cô sở muốn nói lại thôi với tôi từ sau lúc đó Sở Chi An đã mất liên lạc suốt một tuần, tôi làm thế nào cũng không liên lạc với cậu ấy được. Tôi muốn đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngày đó của cô Sở vẫn miễn cưỡng dừng bước chân. Lúc tôi không chờ được nửa dự định được ăn cả ngã về không đến nhà cậu ấy, Sở Chi An đã về. Trong cậu ấy ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không khác gì trước kia. Cậu ấy giải thích với tôi là có chuyện gấp trở về quê, vội quá nên không nói với tôi một tiếng trở về lại bận tối mắt tối mũi không có thời gian nhìn điện thoại, vừa làm xong đã đến tìm tôi ngay lập tức. Tôi vừa tức vừa tủi thân, mở miệng mắng cậu ấy, sở chi an đê, tê cụ anh. Suy nghĩ lung tung và lo lắng hải hùng mấy ngày nay đều hóa thành quyền đấm mạnh lên vai cậu ấy, lại nghe thấy cậu ấy kêu đau một tiếng. Tôi thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động, cậu ấy còn học được cách giả vờ đáng thương mặc dù tôi dùng lực không nhỏ, nhưng đối với sở chi an mà nói, chút đau ấy không đáng gì tôi đang chuẩn bị cho mấy đấm nữa, lại bị cậu ấy kéo vào lòng ông chặt. cậu ấy sờ đầu tôi thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói vừa thấp vừa khang. tôi nghe vài câu đã mềm lòng, buồn bã nói trong lòng cậu ấy. sau này đi đâu có thể nói với em một tiếng không? tốt xấu gì cũng thông báo cho em. tôi càng nói càng tủi thân, tức giận muốn cho cậu ấy một đấm nữa. sở chi an không trả lời tôi, chỉ ông chặt tôi vào lòng, dịu dàng lại lưu luyến gọi tên tôi bên tai tôi, lặp đi lặp lại cơn giận trong lòng tôi nháy mắt giống như bóng bay xì hơi, sở chi an làm nũng yếu thế như vậy tôi không hề chống cự được. tôi thừa nhận, đời này tôi thật sự thua ở đây. về sau tôi kể cho cậu ấy về sự khác thường của ba mẹ cậu ấy vào ngày hôm đó, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi nói là tôi suy nghĩ nhiều rồi. tôi nhìn biểu cảm của cậu ấy không khác gì bình thường nên yên tâm, có thể là tôi thần hồn nát thần tính. sau khi sở chi an trở về hình như bận rộn hơn, đừng nói là gặp nhau thậm chí không có thời gian gửi tin nhắn ngay cả điện thoại cũng chỉ gọi được một lần tình huống này quá khác thường lại thêm khi gọi điện thoại giọng cậu ấy vô cùng mỏi mệt tôi hỏi cậu ấy cậu ấy cũng chỉ nói là mệt mỏi quá bảo tôi đừng lo lắng tôi lo sợ không yên cúp điện thoại cứ cảm thấy rất thấp thỏm cũng không lâu lắm đã có kết quả trúng tuyển chúng tôi thuận lợi trúng tuyển vào cùng một trường đại học loại a ở thành phố này vốn là sở chi an có nhiều sự lựa chọn tốt hơn nhưng cậu ấy lại kiên trì học cùng trường với tôi một cách khó hiểu sau khi suy nghĩ nhiều lần chúng tôi chọn trường này tôi ngay lập tức gọi điện thoại muốn chia sẻ tin tốt ngay cho cậu ấy lại một lần nữa không gọi được cho sở chi an điều khiến tôi không ngờ đó là cậu ấy thậm chí không đến trường lấy thư thông báo tôi đến trường mới biết được thư thông báo của cậu ấy trước đó đã được gia đình nhận về sự khác thường những ngày này hiện ra trước mắt tôi như cưỡi ngựa xem hoa nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt tâm trạng cũng trở nên nặng nề, đầu óc giống như mớ đầy rối, thậm chí hòa tan niềm vui trúng tuyển. Cảm giác lo lắng kia đã lên tới đỉnh điểm khi tôi về nhà nhìn thấy cô sở với sắc mặt tiêu tụy. Tôi vào nhà cứng ngắc chào hỏi với cô, sau khi ánh mắt di chuyển sang phải nhìn thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh với sắc mặt như thường thì lặng lẽ thở vào một hơi. An An à, cô, cô có chuyện muốn nhờ con giúp, con có thể đến nhà với cô một chuyến không? Cô sở nhìn tôi nói, sự phức tạp trong mắt khiến tôi lo âu. Tôi vô thức kéo khóe miệng gật đầu, tất nhiên được ạ. À. Khiến tôi bất ngờ là cô Sở không dẫn tôi đến nhà họ, ngược lại dẫn tôi đến bệnh viện, mùi nước khử trùng xung quanh khiến trong lòng tôi ngày càng nặng nề. Qua cửa sổ kính tôi nhìn thấy rõ ràng chú Sở đang nằm trên giường bệnh. Trái tim tôi trùng xuống, như thể đã đoán trước được điều gì. An An, cô nhìn con lớn lên, khi còn bé con luôn sợ mình không cao lên được thoáng cái đã cao lên vậy rồi cô sở nhìn tôi cao hơn cô một cái đầu duỗi tay làm dấu cô cố gắng mỉm cười nước mắt liên tục lăn xuống theo gương mặt con là đứa trẻ ngoan an an à con nghe lời buông tha cho nó đi các con tách ra như vậy tốt cho mọi người trái tim như thể ngừng đập trong tai là tiếng rít giống như radio đã hỏng đầu óc cũng trống rỗng không hề có năng lực suy nghĩ tôi thậm chí không nghe rõ cô đang nói gì chỉ cảm thấy môi tôi đóng đóng mở mở, lại không nói ra được lấy một chữ. Đến khi tôi hòa hoãn lại thì thấy cô sở đã khóc lóc kể lễ, khi thành tích thi đại học của các con vừa công bố, cô chú đã biết rồi, đêm hôm đó chú con bảo nó quỳ xuống nhận sai, nó quỳ, nhưng cứng đầu không nhận sai, nó nói nó không sai, kết quả bị ba nó đánh da tróc thịt bông, phải nằm một tuần mới xuống giường được. Tay chân tôi lạnh lẽo, đầu ngón tay không bị khống chế co rúng lại, cố gắng nhớ lại ngày công bố kết quả thi đại học trong cái đầu rối bời đêm hôm đó chúng tôi đến công viên sau đó sau đó hôn nhau dưới bóng râm ở rừng cây cho nên về sau sở chi an mới mất liên lạc một tuần lúc xuất hiện ngay cả một đấm của tôi cũng có thể khiến cậu ấy kêu rên tôi cúi đầu xuống không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô sở cảm giác tội lỗi sâu sắc gần như khiến tôi sụp đổ hồi lâu mới gian nan lên tiếng chú sở sau đó ba nó tịch thu điện thoại của nó, bảo nó tự nghĩ lại, lúc nào nhận sai lúc đó thả nó ra ngoài. Vốn dĩ cô chú đã sắp xếp xong tất cả, để nó ra nước ngoài học, ai biết nó trộm sửa lại nguyện vọng khi nào chứ, mấy ngày trước công bố kết quả trúng tuyển phát hiện nó vẫn học cùng trường với con. Sau đó ba nó giận đến mức đánh gãy một cái chổi ngay tại chỗ, bản thân cũng giận lên cao huyết áp vào bệnh viện. Nói đến đây cô sở đột nhiên túm lấy cánh tay tôi như bắt lấy cộng có cứu mạng. An an à, cô, cô vang con, cô chú thật sự không làm gì được nó. Chắc chắn ba mẹ con cũng không chấp nhận được, nhưng lúc họ vẫn chưa biết, nhé. Các con nhanh chóng cắt đứt, đây không phải bình thường. Đây là bệnh an an à. Cô vang con, các con sửa lại đi, chia tay có được không, con buông tha cho nó, buông tha cho nó đi. Cánh tay bị cô sở túng lấy hình như đã mất đi tri giác, bên tai ù đi giống như có con dao cứ nát máu thịt ở trong ngực kéo theo mạch máu cũng bắt đầu nổ tung từng tấc tôi hít sâu sắc mặt trắng bệch như đứa trẻ làm sai thấp thỏm cục mắt xuống cơ thể cứng ngắc đứng ở đó nói không nên lời mẹ trong lúc hai chúng tôi giằng co giọng nói trầm của sở chi an đột nhiên vang lên đằng sau tôi tôi quay người lại nhìn cậu ấy hốc mắt đỏ lên mờ mịt lại bất lực sở chi an đã gầy đi nhiều so với trong ấn tượng của tôi sắc mặt tái nhật hơn lần trước gặp tôi biết quần áo của cậu ấy đã che lại nhiều vết thương hơn mà tôi không nhìn thấy cậu ấy mím chặt môi tiến lên kéo cánh tay của tôi ra sau đó quan minh chính đại nắm chặt tay tôi cô sợ thấy thế lập tức khóc dữ dội hơn như là ngay sau đó sẽ thở không ra hơi bi thương nặng nề trong mắt cô khiến tôi ngạt thở tôi hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn vô thức muốn rút tay ra nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt hơn, sức lực Sở Chi An lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt của tôi. Hai người đã hứa với con không đi tìm em ấy. Sở Chi An để lại câu nói này rồi kéo tôi đi thẳng. Tôi mờ mịt được cậu ấy dắt đi giống như khúc gỗ, cả người ngơ ngác, bên tai dường như luôn vang lên tiếng khóc kìm nén lại sụp đổ của cô Sở. Cho đến khi đứng ở lối thoát hiểm, Sở Chi An mới buông tay tôi ra. Cậu ấy sờ lên vết đỏ bị bóp ra trên tay tôi, hỏi tôi đau không? tôi im lặng không nói gì. Cậu ấy ngước mắt đối mặt với tôi, nói ra từng chữ, nếu như anh không đến, em sẽ đồng ý với bà ấy hả? Tôi vẫn im lặng không nói chuyện, cậu ấy lặp lại lần nữa, giọng nói bắt đầu mang theo sự run rẩy khó nhận ra, hốc mắt thậm chí đã đỏ hoe, em sẽ đồng ý hả? Lần này không đợi tôi trả lời, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, từng câu từng chữ như nặng ra từ trong kẻ răng, em đừng hồng nghĩ, đời này hai chúng ta sẽ buộc vào nhau như vậy. Giọng điệu của cậu ấy rõ ràng hung dữ, nhưng âm thanh lại run rẩy không thể kiềm chế, hai mắt đỏ ngầu, rất giống một con thú hoang bị đe dọa, đề phòng mỗi một nhân tố không an toàn có thể cướp đi con mồi của cậu ấy. Cậu ấy đang lo lắng đang nghĩ lại mà sợ, đang ngoại mạnh trong yếu cảnh cáo tôi. Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, mũi cây xè, trong lòng như bị đấm mạnh một quyền, đau ê ẩm. Đau không anh? Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời một nẻo sau đó dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vai của cậu ấy trong ánh mắt sững sờ của sở chi an, là nơi lần trước tôi đắm một cú. Tôi hỏi lại, còn đau không? Hồi lâu, anh ấy cười ra tiếng, khí thế hung ác vừa rồi hoàn toàn bị che đậy, giống một con sư tử sau khi nổi giận lại cực kỳ dễ dụ. Cậu ấy cẩn thận xoa vết đỏ trên mu bàn tay tôi, lại tới gần trân trọng hôn lên mặt tôi một cái, cũng đáp một nẻo, an an, vừa rồi anh rất sợ. Bờ môi hôn lên má tôi lạnh ấm mềm mại, rõ ràng đang truyền đạt nỗi sợ của cậu ấy cho tôi. Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu ấy, hốc mắt tôi đột nhiên đỏ lên, không nhịn được vừa tức vừa đau lòng mắng cậu ấy, sợ chi an, anh là đồ ngốc, hơi nhượng bộ cũng không đến mức bị đánh ra nông nổi này. Mẹ kiếp anh còn không nói gì với em cả, lần sau anh cứ thử không nói với em nữa xem. Không đợi tôi nói xong, sợ chi an đã ôm tôi vào lòng, đối với chuyện này anh không thể nhượng bộ được tôi há miệng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng trong mắt chứa nước vừa khóc vừa mắng cậu ấy ngu ngốc cậu ấy yên lặng ông tôi mỉm cười nói theo tôi ừ anh ngu tôi lau sạch nước mắt cười nát nẻ lại đột nhiên nghĩ đến gì đó dừng một lát tôi suy nghĩ sắp xếp từ ngữ khẽ hỏi cậu ấy anh định làm thế nào ba mẹ anh đã biết rồi cầm cậu ấy cọ lên đỉnh đầu tôi ông tôi chặt hơn kéo dài trước đã trong thời gian ngắn họ không thể chấp nhận được anh sẽ thử trò chuyện với họ trước anh sẽ xử lý tốt nhưng an an à cậu ấy hạ giọng bảo nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải nói với anh đừng sợ mọi chuyện đã có anh biết chưa họ sẽ không đến tìm em nữa chỉ cần em vẫn ở đây anh sẽ có can đảm tôi vùi đầu vào cổ cậu ấy khẽ ưng sau đó dùng ngón tay ngoắt ngón tay của cậu ấy khẽ lắc lư cố gắng áp chế sợ hãi và không yên trong lòng tôi biết sở chi an bị hù dọa bởi cảnh tượng vừa rồi dù cho đến bây giờ tôi vừa nhớ lại ánh mắt của cô sở đã cảm thấy như có gai ở sau lưng mặc dù đã dự đoán trước nhưng khi ngày này đến tôi phát hiện mình vẫn khó mà đối phó tôi không thể tưởng tượng được nếu như ba mẹ tôi biết chuyện này tôi nên làm gì chỉ vừa suy nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy không có cách nào chịu đựng Tôi không biết sở chi an trở về nói thế nào với cha mẹ cậu ấy, nhưng kể từ ngày đó cô sở không đến tìm tôi nữa. Có lần gặp nhau dưới tầng, cô đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp, khiến tôi gần như chạy trối chết. Sau khi khai giảng đại học tôi và sở chi an lựa chọn trọ ở trường, cậu ấy có quyết định của chính cậu ấy, mà tôi đơn thuần là vì ở trường với cậu ấy. Chúng tôi không cùng chuyên ngành, nhưng mà ký túc xá cách nhau không xa, lúc không có lớp trên cơ bản chúng tôi đều ở cùng nhau cuộc sống tốt đẹp này khiến tôi cảm thấy ác mộng của khoảng thời gian trước chưa hề xảy ra tôi bằng lòng hoàn toàn tin tưởng sở chi an cậu ấy muốn tôi dũng cảm vậy tôi sẽ luôn dũng cảm thứ bảy tuần này sở chi an có báo cáo thí nghiệm cần hoàn thành tôi ngẫm nghĩ định về nhà một chuyến lấy ít quần áo vẫn chưa đến dưới tầng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào tiếng mắng tiếng khóc tiếng kêu to trộn lẫn vào nhau khiến người nghe hoảng hốt không giải thích được hình như từ tầng ba truyền xuống tầng trên tầng dưới đều duỗi cổ nhìn về phía đó tôi không mấy để ý đi thẳng về nhà hai tuần liên tục tôi chưa về nhà mẹ tôi vừa oán trách tôi giờ đã bắt đầu không về nhà vừa chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon cho tôi ngay cả ba tôi cũng tắt tivi yêu dấu mất tự nhiên bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi con trai gần đây con có gặp cô sở của con không trên bàn cơm mẹ tôi vừa gặp đồ ăn cho tôi vừa hỏi động tác ăn cơm của tôi dừng lại gấp một miếng xương sườn cho bà, con không gặp, con ở trường suốt không ra ngoài. Mẹ tôi thở dài, dạo này không biết làm sao, cô sở của con cũng không đến nhà mình, gọi chị ấy đi ra ngoài lúc nào cũng có việc có việc, có phải trong nhà có chuyện gì không? Có thể có chuyện gì, bà tôi không đồng ý nhíu mày, suốt ngày chỉ toàn đoán mò, vậy người ta không có việc riêng để làm à? Chẳng lẽ suốt ngày chỉ đến tám chuyện với mình, ra ngoài nhảy quảng trường gì đó mới bình thường hả? mẹ tôi không hài lòng trừng ba tôi một cái lão già nhà mình suốt ngày chỉ biết làm trái với tôi chị ấy đã bao lâu không đến rồi chuyện này có thể bình thường à tôi nghe họ thảo luận về cô sở cứ cảm thấy không được tự nhiên mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau bèn nhanh chóng đổi chủ đề ngắt lời họ lúc con về nghe thấy tầng ba rất ồn có chuyện gì thế ạ à? nghe thấy lời tôi nói hai người họ liếc nhau một cái vậy mà đều không lên tiếng bầu không khí đột nhiên im lặng lại Tôi ngờ vực nhìn hai người họ, chỉ thấy ba tôi thở dài một hơi, nghiệp chướng mà. Mẹ tôi cũng lắc đầu theo, con còn nhớ cô Lục không? Là cái cô hồi nhỏ thường cho con kẹo ấy. Tôi nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên một gương mặt nói năng thận trọng. Trước kia cô là đồng nghiệp của ba tôi, đều là giáo viên cấp 3, sau này cũng về hưu giống ba tôi. Khi tôi còn nhỏ đối xử với tôi rất tốt, thường xuyên cho tôi kẹo, có khi đến cả sở chi an cũng có phần, là một cô trong thì nghiêm khắc nhưng lương thiện con nhớ âm thanh kia truyền ra từ nhà cô lục mẹ tôi gật đầu bà há miệng giống như rất khó mở miệng một lúc sau mới nói nhà chị ấy có đứa con trai khi còn nhỏ con cũng đã gặp mấy lần gọi nó là anh tiểu phi Hay, không biết xảy ra chuyện gì mà qua lại với đàn ông trong nhà đối phương biết rồi nhất định không đồng ý nhốt luôn người trong nhà sau đó dẫn lục phi đến nhà nó Nói với cô lục của con là lục phi dụ dỗ con trai mình khiến nó không đứng đắn. Cô lục của con làm sao biết chuyện này được, tức giận suýt nữa cao huyết áp ngay tại chỗ, Cua lấy cái chổi bắt đầu đánh, đánh xong thì bảo quỳ trong phòng. Tiếng động to lắm, hàng xóm láng giềng đều đi lên, cũng không biết bao nhiêu người đi lên xem trò cười. Đột nhiên, một cái tay hôi hôi trước mặt tôi, an an, an an, con sao thế? Tôi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi mới phát hiện chẳng biết tôi xuất thần từ khi nào đũa cũng rơi trên bàn tôi kéo khóe miệng nói không sao sau đó cầm đũa lên mới phát hiện tay tôi đang run rẩy không bị kiểm soát tôi cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường hơn ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì nói ba mẹ thấy chuyện này thế nào thấy thế nào mẹ tôi lập tức nâng cao giọng khó tin nói chuyện này còn cần thấy a à? chuyện này vốn đã không bình thường hai đứa con trai làm sao ở bên nhau ba tôi cũng nghiêm túc lạ thường đây là chuyện của nhà khác chúng ta không tiện nói nhiều nhưng mẹ con nói đúng hai đứa con trai chẳng phải bừa bãi hả bại hoại tập tục không bình thường bừa bãi bại hoại tập tục khi những lời này được nói ra từ những người thân yêu nhất của tôi giống như bị người ta dùng máy đầm đường đập một cái đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều co lại thành một cục có lẽ phát hiện lời nói của mình có phần quá khích mẹ tôi dịu giọng nói tiếp bậc cha mẹ đều hy vọng con mình bình an lớn lên thuận lợi xây dựng gia đình có một công việc vững chắc lại sống một cuộc sống yên ổn không ai hy vọng con của mình làm loạn vả lại cô lục con vẫn luôn một mình vất vả nuôi thằng bé lớn chẳng lẽ để nó yêu đương với đàn ông chuyện này đừng nói là cô lục của con mẹ và ba con cũng không chấp nhận được tôi há miệng không biết nên phản ứng như thế nào hồi lâu mới cúi đầu xuống nói nhỏ bây giờ có rất nhiều nước đều cho phép kết hôn đồng giới pháp luật của nước ta. Tôi vẫn chưa nói xong đã bị mẹ tôi thẳng thừng ngắt lời, đừng nói những cái đó với mẹ, mẹ biết các con tuổi trẻ tư tưởng cởi mở, nhưng cởi mở hơn nữa cũng không có nghĩa là có thể làm loạn. Hôm nay con có chuyện gì vậy, sao cứ đôi co với ba mẹ trong chuyện này? Ba tôi đặt đũa xuống nghiêm giọng nói. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện ba tôi đang nhìn tôi chầm chầm, không biết đã nhìn tôi bao lâu, ánh mắt sắc bén, rất có lực xuyên thấu, giống như đang tìm tòi điều gì. Con chỉ, tim tôi rung lên, vô thức liếm môi một cái, cố gắng biểu hiện thản nhiên, chỉ cảm thấy bất ngờ, đúng lúc đã đọc tin tức liên quan đến mặt này, nên nói thêm vài câu. Ba không quan tâm thanh niên các con nghĩ như thế nào, lông mày nhíu chặt của ông hơi thả lỏng, lại cầm đũa lên, ba với mẹ con luôn đợi con nhanh chóng tìm bạn gái kết hôn để ba mẹ hưởng thanh phúc, một, bình thường ít xem mấy thứ linh tinh đi. Một, một, thanh phúc, có nghĩa là cuộc sống an nhàn thoải mái, vì sự khác biệt về môi trường sống và nền tảng văn hóa cách hiểu của mọi người về thanh phúc sẽ khác nhau cho nên chúng ta không chỉ chú ý nắm bắt từ ngữ ý nghĩa mà còn phải chú ý đến nguyên tắc văn hóa và quan niệm sống mới trong từ tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm nhỏ đến mức khó nghe thấy cảm xúc làm thế nào cũng không bình tĩnh được cúi đầu và mấy miếng cơm đã đặt bát xuống con no rồi còn có chút việc con về trường trước có thời gian con sẽ về này con mới ăn được mấy Vội về làm gì hả, tôi vội vàng thay giày đi ra ngoài, bỏ lại âm thanh lải nhải của mẹ tôi ở sau lưng. Cho đến khi ra ngoài tôi mới nhận ra cảm giác ngột ngạt lại nghẹt thở ban nãy đã đỡ hơn. Tôi nhớ Lục Phi, anh ấy học rất giỏi cũng rất đẹp trai, lớn hơn tôi 7 tuổi, tôi chỉ gặp anh ấy vài lần, anh ấy trong trí nhớ sạch sẽ lại dịu dàng, sau này anh ấy đến nơi khác học và làm việc, thành thử sau đó không gặp nữa. Tiếng động tầng 3 đã yên tĩnh hơn nhiều. Người tầng trên tầng dưới đều đang bàn tán xôn xao. Đúng là không ngờ đến, thằng cu nhà họ Lục vậy mà thích đàn ông, đây là bệnh hay là biến thái nhỉ? Xem sau này Vương Lam còn có thể kiêu ngạo nữa không, chồng chết sớm, con lại là đồng tính, hứ. Cái thằng Lục Phi suốt ngày được mẹ nó khen không ngớt miệng, giờ nhìn xem, ba mẹ người ta tìm đến nhà rồi, mất mặt quá. Tôi còn nói con trai chị ta đẹp trai công việc lại khá, sao kéo dài đến bây giờ cũng chưa kết hôn tình cảm là thích đàn ông, đây là biến thái nhỉ. Thật sự không hiểu nổi hai đứa con trai ở bên nhau như thế nào, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã muốn nổi da gà, ghê tẩm thật. Tôi chạy ra ngoài như chạy trốn, mỗi câu mỗi chữ của những lời nói kia như con dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa từng biết rằng thì ra ngôn ngữ có thể ác độc đến vậy, nếu như mọi người muốn, họ hoàn toàn có thể dựa vào lợi đồn đại để giết người. Tôi chưa bao giờ khát khao nhìn thấy sở chi an ngay lập tức giống như giờ phút này, bắt xe rồi chạy đến trường trong lòng luôn trống trải lọc gió thổi toàn thân tôi lạnh toát tôi đẩy cửa vào mới phát hiện cậu ấy đang ngủ rèm cửa trong ký túc kéo lại đèn cũng không bật tôi nhớ cậu ấy đã nói bạn cùng phòng về nhà rồi chỉ có một mình cậu ấy ở ký túc ánh mắt tôi xuyên qua bóng tối đi đến trước giường cậu ấy lặng lẽ cởi giày xốc chăn của cậu ấy lên nghiêng người nằm bên cạnh cậu ấy lúc túm chặt tay áo của sở chi an mới cảm nhận được một chút cảm giác chân thực trái tim thoáng quay về rời xuống chỗ thực có lẽ tiếng động của tôi hơi lớn nên đánh thức cậu ấy tôi vừa nằm xuống đã nghe được giọng của cậu ấy còn hơi khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ an an kiếm hiệp hay tôi không nói gì yên lặng chui vào ngực cậu ấy ông chặt cậu ấy sợ chi an sờ đầu tôi cười vui vẻ mới bao lâu không gặp đã nhớ anh đến thế hửng tôi không bác bỏ ư khẽ một tiếng rất nhớ mỗi giây mỗi phút đều đang nhớ sở chi an chật một tiếng cúi đầu xuống hai tay nâng mặt tôi lên đối mặt với tôi giữa trưa về nhà cô nấu cơm gì cho em ăn miệng ngọt vậy tôi xuất thần nhìn cậu ấy đột nhiên lại nghĩ đến anh tiểu phi nhớ đến lời bàn tán sôi nổi của những người kia cảm xúc bất ổn không ngừng dâng lên từng tí sợ hãi cũng bắt đầu ngoi đầu lên từ sâu trong nội tâm sở chi an cảm thấy bất thường cậu ấy nhíu mày lo lắng trào ra đáy mắt ngón tay nâng mặt tôi nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt tôi xảy ra chuyện gì? Tôi lắc đầu, tránh khỏi tay cậu ấy vùi vào trong lòng cậu ấy. Tôi không muốn nói, sở chi an cũng không hỏi nữa, chỉ vỗ về lưng tôi từng cái một. Cậu ấy yên lặng ông tôi, tiếng hít thở nông phun trên đỉnh đầu tôi. Đáng lẽ là một cảnh rất dịu dàng, nhưng những sợ hãi và lo âu kia vẫn không ngừng đấu đá lung tung trong lòng ngực không tìm thấy lối ra, cần làm chút gì đó ngay mới có thể xoa dịu. Hồi lâu, tôi kéo tay của cậu ấy đặt lên môi hôn một cái, anh ơi chúng ta làm đi sở chi an cứng đờ cúi đầu xuống đôi mắt đen kịt sâu thẳm lại kiềm chế em biết em đang nói gì không tôi đón lấy ánh mắt đầy xâm lược của cậu ấy ngửa đầu hôn lên trái cổ và cằm của cậu ấy không có kết cấu gì lặp lại lần nữa anh chúng ta làm đi hơi thở của cậu ấy hơi ngưng lại trái cổ trượt lên xuống ông lấy eo tôi xoay người hôn lên không biết hô hấp của ai ngày càng gấp rút hơi thở nóng hổi cuốn lấy nhau càng thêm mập mờ trong ánh đèn tối tăm trong nháy mắt bị chiếm giữ tôi run lên một cái theo bản năng hít thở dồn dập trong mắt nổi lên hơi ẩm nước mắt không thể đè nén mà chảy ra tôi há miệng cắn mạnh lên bả vai của cậu ấy trong lòng chỉ có một suy nghĩ chúng tôi được đóng dấu ấn của nhau không ai có thể tách chúng tôi ra cậu ấy thuộc về tôi tôi thuộc về cậu ấy tôi nâng cánh tay như nhũn ra run rẩy với tới cổ cậu ấy nhận ra ý đồ của tôi cậu ấy nghe theo cúi đầu xuống, để tôi cố hết sức treo trên cổ cậy ấy, trong lòng tôi tràn đầy căng ra, hình như có thứ gì đó muốn tràn ra, nắm ra ngoài. Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung tới gần, nụ hôn dính dính rơi trên mặt cậu ấy, lẩm bẩm nói năng lộn xộn mang theo tiếng khóc nức nở, anh ơi, em yêu anh, sở chi an, em rất yêu anh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi lãng máng nghe thấy cậu ấy nói bên tai tôi, anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt đến khi tôi mở mắt ra đã gần trưa rồi cơ thể cảm thấy rất thoải mái chắc là sở chi an đã tắm giúp tôi trong ký túc rất yên tĩnh anh ấy ngồi trước bàn học bên cạnh viết gì đó tôi cựa quậy cơ thể lập tức hít vào một hơi toàn thân đều mỏi như nhất là eo vừa mỏi vừa đau chân mềm như sợi mì không có sức lực nghe thấy tiếng động của tôi sở chi an lập tức đặt bút xuống dậy rồi có đói không anh mua cháo cho em rồi Tôi nhìn anh ấy tràn đầy tinh lực thế này chỉ muốn chửi người, sợ chi an anh biến mẹ đi. Vừa nói ra mới phát hiện giọng tôi khàn như việc đực. Nghĩ đến việc tại sao cổ họng lại trở nên như vậy, mặt tôi lập tức nóng bừng, quả thực muốn xuống giường quyết một trận tử chiến với anh ấy. Trên mặt sở chi an hiện lên màu đỏ khả nghi, anh ấy ho một tiếng, ngồi ở mạng giường cẩn thận đỡ tôi dậy, ăn nói khép nép xin lỗi trong ánh mắt giận dữ của tôi. Xin lỗi anh sai rồi, Chủ yếu là lúc đó em, anh ấy sờ mũi, vành tai đỏ lên, quyến rũ quá. Tôi. Trách tôi ư. Sợ chi an anh còn biết xấu hổ không? Có lẽ cơn tức trong mắt tôi quá rõ ràng, anh ấy cười khẽ một tiếng, một lần nữa nhận sai nói, anh sai rồi, là anh không biết xấu hổ, là anh không biết tiết chế, không trách an an nhà ta quyến rũ quá, cũng không phải rất thích an an không khống chế được, tại anh hết, anh mặc dày. Tiên sư anh, má tôi nóng lên, Mở miệng nhắc lời anh ấy, "Em đói." Sở Chi An cười dừng lại phát ngôn lưu manh của anh ấy, "Anh mua cháo cho em rồi, vẫn nóng, đợi một lát." Nói xong anh ấy cầm lấy gối đệm sau lưng tôi, sau đó đến bàn học bưng một bát cháo tới. Tôi đang định nhận lấy thì thấy anh ấy cầm thìa, thổi mấy cái, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng tôi, còn thỉnh thoảng hỏi tôi có nóng không, có ngon không. Tôi vừa ăn cháo, vừa nhìn mặt mày dịu dàng của anh ấy trong thoáng chốc cảm thấy chúng tôi như vợ chồng già đã chung sống nhiều năm. Sau khi ăn xong sở chi an đặt bát xuống dùng giấy lau khóe miệng tôi, cười nói với tôi, năm 18 tuổi anh đút cho em ăn, đến năm 80 tuổi anh vẫn đút cho em ăn. Anh ấy lại gần hôn môi tôi một cái, năm 8 tuổi anh chỉ chơi với em, năm 18 tuổi chỉ thích em, năm 80 tuổi vẫn chỉ thích em. Từ khi bản thân có ký ức, em đã đi qua cả cuộc đời anh. Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em Tôi ngơ ngẩn Thiếu niên trong trí nhớ luôn mặt không cảm xúc lại thích bắt nạt tôi dần dần trùng hợp với người dịu dàng lại thâm tình trước mắt. Nhớ đến lời nói hôm qua của ba mẹ tôi, mũi tôi cay cay, trong cổ đắng chát. Vành mắt tôi ướt ác, cười gật đầu, được đó, đến năm 80 tuổi chúng ta thành ông già hòm hẹm cũng phải dính lấy nhau mỗi ngày. Cười mãi cười mãi, nước mắt tôi đột nhiên trượt ra khỏi hốc mắt sở chi an tưởng rằng tôi cảm động phát khóc anh ấy lau nước mắt của tôi ông tôi vào lòng dở khóc dở cười sao lại khóc rồi vậy sau này anh còn có mấy chục năm để nói chẳng phải em sẽ cảm động đến nỗi khóc như mưa mấy chục năm ba chữ này đẹp xiết bao nước mắt của tôi không khống chế được lại rơi xuống rõ ràng là khoảnh khắc nên hạnh phúc đau khổ trong lòng lại gần như nhấn chìm tôi làm sao bây giờ tôi thật sự rất thích sở chi an thích đến mức chỉ cần ở bên anh ấy đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi sau tuần đó tôi vô thức trốn tránh về nhà tôi không muốn phải nghe những lời kia chỉ muốn ở bên sở chi an mỗi ngày chỉ cần ở một mình trạng thái tinh thần của tôi sẽ trở nên rất tệ thường xuyên không muốn ăn những chuyện này tôi đều giấu sở chi an anh ấy đã gánh vác rất nhiều thứ rồi tôi không muốn để anh ấy lo lắng hơn chỉ là tôi bám sở chi an hơi trước kia ước gì có thể ở bên anh ấy mỗi giờ mỗi phút chỉ có như vậy mới có thể khiến tôi cảm thấy yên tâm. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cô Lục chết rồi, là tự tử. Mẹ tôi nhiều lần gọi điện cho tôi dục tôi về thăm nhà, tôi vừa tới nhà đã nghe được tin tức này, chuyện xảy ra hai ngày trước. Mẹ tôi nhắc đến chuyện này không khỏi thở dài, ba tôi cũng im lặng hút thuốc bên cạnh. Sau ngày đó láng giềng đều đang lan truyền, chỉ cần ra ngoài sẽ bị chỉ trỏ người kiêu ngạo như cô sao chịu được những lời nói vô căn cứ đó. Lục Phi còn nhất định không chịu cắt đứt với người kia, ăn đòn cũng quỳ xuống cầu xin mẹ nó tha thứ. Nuốt thuốc tự tử, lúc phát hiện thi thể đã lạnh rồi. Trái tim tôi co lại, đầu óc hồ đồ, trống rỗng. Phần sau tôi không nghe nữa, chỉ tái mét mặt quay người đi, còn đi thăm cô Lục. Lại lão đảo một cái lúc quay người, suýt nữa ngã sắp xuống. Khi tôi đến mộ phát hiện một thanh niên nhìn quen mắt quỳ trước mộ cô, bóng lưng cô đơn, cả người tản ra nỗi đau buồn dày đặc. Tôi tiến lên đặt hoa xuống, cúi đầu nhìn về phía người không biết đã quỳ bao lâu này. Hốc mắt anh đỏ hoe, trên gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc, tái nhợt yếu đuối. Lưng anh hơi cong, giống như cổng một thứ gì đó nặng trịch lung lay sắp đổ, như thể ngay sau đó sẽ không chịu được gánh nặng và đổ xuống. Anh Tiểu Phi, tôi ngồi sổng bên cạnh anh gọi anh anh nghiêng đầu nhìn tôi hình như đang phân biệt tôi là ai sau đó miễn cưỡng cười một tiếng là an an à đã lớn vậy rồi có lẽ quá lâu chưa nói chuyện giọng anh khàn cảm ơn em đến thăm mẹ anh bà ấy biết được sẽ vui tôi há miệng muốn an ủi lại phát hiện nói gì cũng có vẻ yếu ớt bất lực cuối cùng chỉ nói câu anh nén bi thương lục phi chớp mắt đôi mắt đã khô khốc từ lâu chảy nước mắt anh có tư cách gì nén bi thương loại con bất hiếu như anh mãi mãi nên sống trong hối hận và đau khổ khi còn nhỏ mẹ anh một mình nuôi anh lớn anh biết bà vất vả cho nên cũng luôn cố gắng học hành muốn làm người có tiền đồ để bà hưởng phúc bà là người không giỏi ăn nói lại luôn nói với người khác con của bà xuất sắc cỡ nào giống như cuối cùng không chịu được buồn đau to lớn anh cúi lưng bụng mặt khóc trống thành tiếng nhưng đứa con khiến bà ấy kiêu ngạo lại trở thành vết nhơ lớn nhất trong đời này của bà cuối cùng khiến bà đang sống sờ sờ tự tử Tôi im lặng ngồi sổng bên cạnh anh, ngực khó chịu, cảm giác giống như không thở được. Anh vẫn luôn cho rằng anh không có bệnh, anh cũng không phải biến thái, chỉ là thích một người cùng giới. Anh cho rằng bọn anh có thể chịu được, nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với. Người như anh còn có tư cách gì ở bên người yêu, có tư cách gì có được hạnh phúc, anh mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân. Anh nên xuống đó nhận sai với mẹ anh. Tim tôi đánh thịt một tiếng, đang định nói chuyện, lại thấy Lục Phi lau sạch nước mắt, lại quay về dáng vẻ yếu đuối im lặng kia, dường như người sụp đổ vừa rồi không phải anh. Tôi duỗi tay ông anh, trong lòng không thể che hết thấp thỏm lo âu, lời nói ra cũng đang run rẩy. anh đừng nghĩ lung tung mà anh Tiểu Phi, anh mới mấy tuổi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Cô Lục cũng không hy vọng anh như vậy, phấn chấn lên, sẽ qua hết thôi. Lục Phi sờ đầu tôi, nét cười hiện trên gương mặt tái nhợt, an an, cảm ơn em anh im lặng một lúc giọng điệu lại trở nên mê man như đứa trẻ lạc đường không biết làm thế nào về nhà em còn nhỏ an an em không hiểu không em hiểu em hiểu tôi nói trong lòng tôi ngồi đó với anh nửa ngày trời dần dần muộn anh khuyên tôi về nhà sớm tôi thấy cảm xúc của anh bình thường nên đồng ý lúc đi đến cổng tôi quay đầu lại từ xa trông thấy anh vẫn quỳ ở đó bóng lưng của anh trở nên mơ hồ gần như sắp hòa vào bóng đêm mờ tối sau khi về nhà tôi mãi không nói gì, ba mẹ đều tưởng tôi đi thăm cô Lục về rồi buồn, chỉ có tôi biết, tôi đang sợ. Ảnh hưởng của chuyện này đối với tôi quá lớn, tôi không có cách nào không suy nghĩ lung tung, không có cách nào khống chế đầu óc của tôi, đó là một sự đau khổ đè nén, gần như sắp ép điên tôi. Tôi làm thế nào cũng không ngờ rằng lần ở nghĩa trang kia lại là lần cuối cùng của tôi và Lục Phi, ngày hôm sau anh đã nhảy lầu. Nhảy xuống từ tầng cao nhất của tiểu khu Lúc ấy tôi xách theo chai tương, một mẹ bảo tôi mua vừa mới đi vào tiểu khu, đi chưa bao xa đã nghe thấy vài tiếng thét lên, ngước mắt đi tới thì thấy thi thể của anh. Tay chân thon dài vặn vẹo, dưới người là một vũng máu đỏ, nửa bên mặt sát mặt đất máu thịt be bé, bé, gần như không phân biệt ra đó là anh. Một Kiểu chết này hẳn là rất đau đớn, nhưng trên nửa gương mặt còn lại của anh tôi lờ mờ nhìn ra nét mỉm cười giải thoát ở khóe miệng tái nhật. Xung quanh ồn ào, Âm thanh của xe cấp cứu, tiếng thét chói tai ầm ỉ của đám người trộn lẫn với nhau, những âm thanh này hình như đều bị che kín trong chăn, nghe không chân thật. Tay tôi buông lỏng, chai tương vỡ nát bên chân, mảnh thủy tinh bắn ra, có vài miếng rạch qua cánh tay tôi chảy ra tơ máu, tôi lại không mảy may cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nhấc chân chết lặng đi về nhà. Trong đầu toàn là cảnh tượng gặp lục phi ngày hôm qua. Trong nhà không có ai, chắc là nghe thấy tiếng động nên ra ngoài giúp đỡ. Tôi máy móc đi vào phòng cởi giày lên giường, sau đó cuộn chặt ở chân giường dùng cánh tay ông lấy mình, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt. Tiền nhân hậu quả của cả câu chuyện xuyên qua xuyên lại trong đầu tôi, tôi chợt trùng mình một cái, không phải nỗi sợ vì nhìn thấy người chết, mà là nỗi sợ đối với tương lai không diễn tả được, sâu tận xương tủy, khiến người run rẩy. Hồi lâu, tôi mới chậm chạp nhớ ra lấy điện thoại gọi điện cho sở Chi An. Trong nháy mắt tôi nghe được giọng của sở Chi An, Tất cả phòng tuyến lập tức sụp đổ, tôi nức nở khóc thành tiếng, anh ơi, anh Tiểu Phi chết rồi, anh ấy nhảy lâu. Nghe thấy tôi khóc, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột sạc thu dọn đồ đạc, giọng nói sở chi an gấp gáp, bây giờ em có ở nhà không? Đừng khóc, anh đến tìm em ngay bây giờ, anh đến ngay. Anh đừng đến đây. Đầu óc của tôi vẫn chưa kịp phản ứng, lời đã thốt ra. Sở chi an không thể tới đây, anh ấy vừa đến sẽ biết được toàn bộ chuyện anh ấy sẽ nghĩ như thế nào liệu anh ấy có sợ hãi có lùi bước không anh ấy liệu có từ bỏ tôi không không được sở chi an không thể tới đây anh ấy không thể rời khỏi tôi bên kia điện thoại dừng một lát sở chi an nói chậm lại an an tôi căng thẳng nắm lấy điện thoại cố gắng để giọng mình ổn định hơn em chỉ hơi sợ anh đừng tới đây nếu như vô tình gặp cô sở chú sở mọi người lại cãi nhau nghe vậy sở chi an im lặng tôi nói tiếp Bây giờ em còn còn có chút việc, lát nữa xử lý xong sẽ đến trường, đến lúc đó em đến tìm anh. Được rồi, có lẽ thực sự không muốn cãi nhau với ba mẹ, Sở Chi An cuối cùng không kiên trì nữa, vậy anh chờ em ở cổng trường, An An đừng sợ, đừng khóc. Tô ừm hai tiếng đồng ý, sau đó kiếm cớ cúp điện thoại. Tôi nắm chặt điện thoại, não không ngừng suy nghĩ, mọi hình tượng thay nhau hiện lên. Tôi làm sao đây, tôi và Sở Chi An nên làm gì? ba mẹ tôi cũng không chấp nhận được trước mắt tôi thậm chí xuất hiện ảo giác nhìn thấy người tự tử không phải cô lục mà là mẹ tôi người vào bệnh viện không phải chú sở mà là ba tôi người nhảy lầu là sở chi an khó có thể chịu đựng áp lực anh vẫn luôn cho rằng anh không có bệnh anh cũng không phải biến thái chỉ là thích một người cùng giới anh cho rằng bọn anh có thể chịu được nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với chuyện này người như anh còn có tư cách gì ở bên người yêu có tư cách gì có được hạnh phúc, anh mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân. Anh nên xuống đó nhận sai với mẹ anh. Em còn nhỏ, an an, em không hiểu. Âm thanh mê mang tuyệt vọng của Lục Phi vang vọng mãi bên tai tôi, kèm theo thi thể của anh ấy lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt tôi, nét cười ở khóe miệng đâm sâu vào trong lòng tôi, đau đến mức ngủ tạng lục phủ của tôi cũng có lại. Trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt khiến con người tuyệt vọng này làm tôi sụp đổ tôi đau đớn ông lấy đầu khóc lóc lẩm bẩm đừng nói nữa đừng nói nữa cầu xin anh đừng nói nữa không biết qua bao lâu tôi nhớ đến sở chi an tôi lau sạch nước mắt rồi rửa mặt phát hiện mắt đã sưng đỏ vừa nhìn đã khóc rất lâu tôi thở dài sở chi an lại phải lo lắng rồi ba mẹ vẫn chưa quay về tôi gửi tin nhắn cho họ nói là về trường trước sau đó rời đi lúc sắp đến cổng trường từ xa tôi đã nhìn thấy sở chi an một tay đút túi đứng ở đó, lông mày nhíu lại, cho dù biểu cảm khó coi như thế, cũng vô cùng bắt mắt trong đám đông. Những cô gái qua lại đều đang quan sát anh ấy, lại không dám tới gần vì khí tràn làm người sợ hãi của anh. Khi tôi đi tới vừa vặn nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của sở chi an, không có chút nhiệt độ nào, bạn gái tôi không thích tôi thêm uy chát người khác. Khuôn mặt xinh xẻo của cô gái đối diện anh đột nhiên lúc trắng lúc xanh, rồi xoay người rời đi tâm trạng đè nén trước đó lập tức tiêu tán đi nhiều tôi phì cười vỗ vai anh ấy từ phía sau có thể thêm uy chát không anh gì ơi anh ấy nhìn thấy tôi chân mày nhíu chặt hơn tôi cười với anh bạn gái đã tới rồi sao vẫn giữ biểu cảm này anh ấy giơ tay hình như muốn sợ mặt tôi lại vì cổng trường đông người quá mà kiềm chế buông xuống em nói không có chuyện gì kia mà mắt bị gì đây lừa anh tôi và anh ấy cùng đi vào trong Hồi nhỏ anh Tiểu Phi đối xử với chúng ta tốt như thế, nhiều năm vừa gặp nhau lại đột nhiên xảy ra chuyện này, em rất buồn, nên khóc một lúc, cũng không phải anh không biết, tuyến lệ của em khá là phát triển mà. Hẳn là sở chi an nhớ đến Lục Phi, anh ấy dừng một lát, tại sao anh ấy nhảy lầu, anh nhớ anh ấy rất thích cười. Em cũng không rõ, tôi cục mắt xuống, đừng nghĩ nữa, hỏi thăm nguyên nhân cái chết của người ta rất bất lịch sự thật ra tôi chỉ sợ anh ấy đến hỏi người trong tiểu khu mặc dù khả năng cao sở chi an sẽ không làm chuyện như vậy nhưng tôi vẫn hơi lo lắng ba mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không chủ động đề cập với anh ấy trên cơ bản anh ấy lại không về chỉ cần anh ấy không hỏi mãi mãi sẽ không biết được hình như tôi đã căng thẳng đến tình trạng loạn thần kinh cẩn thận đề phòng mỗi một khả năng mất đi sở chi an cho đến khi thấy sở chi an gật đầu tôi mới yên tâm khi chúng tôi chạy đến một góc khá hẻo lánh trong trường, anh ấy dừng bước, chạm nhẹ vào đôi mắt sưng đỏ của tôi, giọng điệu rất hung dữ, trong mắt lại đầy đau lòng, anh nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì nhất định phải nói với anh ngay lập tức, hửm? Tôi vẫn chưa lên tiếng, anh lại thở dài, đừng không thương tiếc bản thân như thế, An An, em không biết anh đau lòng cỡ nào. Trong lòng tôi ấm áp, nắm tay anh ấy đang mười ngón tay, sau này sẽ không thế nữa. Anh ấy dùng bàn tay còn lại búng trán tôi, bất lực nói, anh còn lâu mới tin em, nhóc lừa đảo. Tôi cười hì hì với anh ấy, nắm tay anh ấy lắc lư. Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, khoảng thời gian trước cũng từng có, nhưng không nghiêm trọng thế này, nghiêm trọng đến mức thỉnh thoảng dù ngủ cũng sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Cảm giác thèm ăn ngày càng kém, nhưng trước mặt Sở Chi An tôi cố gắng ăn cơm rất ngon. Nhưng cảm giác đau đớn không ngừng tuôn ra kia một mực quấy rầy tôi. Khiến tôi cảm thấy kìm nén. Cho đến một lần tôi không chịu được dùng dao rạch cánh tay mình bị thương, nhìn thấy máu chảy trên bàn, tôi mới chậm chạp nhận ra có lẽ tôi không ổn. Tôi không nói với bất kỳ ai, cũng không đến bệnh viện, trước mặt người khác tôi biểu hiện vô cùng bình thường. Với tôi mà nói Sở Chi An chính là thuốc của tôi, chỉ cần tôi ở bên anh ấy, những cảm xúc xấu kia sẽ không cuốn lấy tôi. Tôi không dùng dao nhỏ làm mình bị thương nữa, tôi sợ Sở Chi An phát hiện anh ấy sẽ đau lòng mỗi lần khó chịu không chịu được tôi sẽ đập đầu lên tường hình như làm vậy có thể làm dịu đi nỗi đau khổ của tôi năm hai đại học ba mẹ tôi bắt đầu nhiều lần hỏi tôi ở trường có quen được bạn nữ nào không lúc nào quen bạn gái đối thoại kiểu này khiến tôi khó thở hoảng sợ và cảm giác tội lỗi gần như sắp làm tôi sụp đổ sau khi chú sở xuất hiện quan hệ của sở chi an và ba mẹ anh ấy gần như đã rơi xuống điểm đóng băng họ thậm chí dùng các đức quan hệ đe dọa anh ấy, nói rằng khi nào chúng tôi đoạn tuyệt, lúc đó họ nhận đứa con trai này. Quan hệ của hai gia đình cũng thay đổi đột ngột, mỗi lần nghe thấy mẹ tôi cần nhà cô sở lại kiếm cớ không đến nhà tôi như thế nào, tôi đều sẽ ra vẻ tự nhiên kiếm cớ chuyển hướng, thời gian dài mẹ tôi cũng không nhắc lại đề tài này nữa. Tôi bàn bạc với Sở Chi An dự định chịu đựng hết 4 năm đại học trước, đợi sau khi đi làm và có cơ sở tài chính, lại bắt đầu chậm rãi thẳng thắng với ba mẹ tôi trước hết để họ chuẩn bị tâm lý sau đó dùng thời gian kéo dài với họ thời gian dài kiểu gì cũng sẽ đồng ý nếu không cứ kéo dài cả đời nhưng có đôi khi có những chuyện nên tới vẫn sẽ tới bạn đề phòng cũng không được số phận thật sự giống như nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ gục ngã của bạn bạn lại không có cách nào làm gì nó hôm đó là thứ sáu theo tháng ngày tôi nên về nhà nhưng tôi không hề muốn tách ra với sở chi an lề mề đến cuối cùng là anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy dừng lại ở nơi cách tiểu khu hai ngã tư, trời đã tối, bốn phía đường cái yên lặng, chỉ có ánh đèn đường tù mù vẫn đang sáng. Anh ấy đặt tay tôi trong lòng bàn tay nhéo một cái, cười tôi, sao ngày càng bám anh vậy, hửm. Tôi không hài lòng nhìn anh ấy, anh cười ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ gáy tôi dỗ tôi, anh chỉ thích an an bám anh, cậu còn không được. Tôi hừ một tiếng, thấy trời thực sự muộn quá, ngẩng đầu hôn chụp một cái lên miệng anh ấy, em đi đây trời tối rồi lúc về anh cẩn thận đấy sở chi an gật đầu hai tay nâng mặt tôi lên cũng hôn chụp một cái về đi đừng để cô chú đợi lâu quá tôi xoay người đi về phía tiểu khu đi vài bước quay đầu phát hiện sở chi an vẫn đứng tại chỗ anh ấy thấy tôi quay đầu thì vẫy tay với tôi đến khi tôi đi một đoạn lại quay đầu bóng dáng anh ấy đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi trong lòng tôi ấm áp nhỏ giọng lẩm bẩm đồ ngốc khóe miệng lại không kiềm chế được cong lên. Vừa vào cửa, tôi đã nhạy cảm phát hiện bầu không khí trong nhà không đúng, không có âm thanh lải nhải của mẹ tôi khi làm việc nhà, cũng không có âm thanh ba tôi vừa xem tivi vừa phê bình vài câu, yên lặng kỳ lạ. Tôi thay dép lê xong đi vào phòng khách, phát hiện ba mẹ tôi đều ngồi trên sofa, hai mắt mẹ tôi sưng đỏ, rõ ràng đã khóc, ba tôi nghiêm mặt, giống như đang đè nén cơn giận, bàn tay để bên người nắm chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Mẹ con nói muộn lắm rồi con vẫn chưa về, đồ ăn đã nguội, ba tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong phòng khách yên tĩnh đều đều đến đáng sợ, nghĩ rằng ba mẹ vẫn chưa đến trường con lần nào, nên định đến xem thử. Tôi nghĩ đến những hành vi thân mật trên đường cái kia, sợi dây nào đó trong đầy chật đứt. Tôi nghĩ tôi mãi mãi không quên được ánh mắt này, ngay khoảnh khắc này, tôi là đứa con không nghe lời, sa đọa không chịu nổi. Ba, mẹ, tôi cố gắng gọi một tiếng, từng chút sợ hãi ló đầu ra từ sâu trong nội tâm khiến giọng tôi cũng hơi khàn. Cảm xúc một mực kiềm chế của ba tôi đột nhiên bộc phát, ông đứng lên đi đến trước mặt tôi không hề do dự cho tôi một bạc ta, mất mặt xấu hổ. Một cái tác này đánh rất mạnh, tôi bị tác lung lay một cái mới đứng vững, trong tai là tiếng rít chói tai, trong đầu cũng trống rỗng, không hề có năng lực suy nghĩ. Răng đập trách khóe miệng, tôi nếm được mùi máu tươi. Lòng lực ông lên xuống kịch liệt, kéo theo hơi thở cũng bất ổn, bàn tay đánh tôi rung lên, hiếp sâu nói, ba nên nghĩ tới sớm hơn, buổi sáng nhà Vương Lam xảy ra chuyện có phải con đã ở bên sở Chi An không? Nhà họ sở không qua lại với nhà chúng ta cũng vì hai đứa đúng không? Đúng không? Tôi không nói gì, quỳ mạnh xuống đất, im lặng nói đáp đáng của tôi. Tôi nghe được tiếng hít thở bên trên nặng hơn, bên tai truyền đến tiếng khóc sụp đổ của mẹ tôi. Im lặng giống như trôi qua một thế kỷ, ba tôi bắt đầu đi tới cửa, ba cũng muốn đến hỏi nhà họ xem họ dạy con trai thế nào. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi cực đoan cuốn tới, tôi vô thức kéo cánh tay ba tôi, ngón tay luôn run rẩy, không phải đâu ba. Là con thích sợ chi an trước. Là con. Là con bắt đầu trước. Ba tôi không thể tin quay người nhìn tôi, như thể chịu sự đã kích không thể chấp nhận, từng câu từng chữ đều nặng ra từ kẻ răng, tô an. Con nói câu nữa cho ba, vì một thằng con trai con cũng không cần mặt mũi nữa mẹ tôi quỳ bên cạnh tôi khóc không thành tiếng đập từng cái lên người tôi sao con có thể làm chuyện này con bảo ba mẹ phải làm sao hả con bảo mẹ phải làm sao đây hả tôi ngơ ngác quỳ ở đó xương sống cong xuống cảm giác từng cái đập kia đều đánh vào tim tôi đau đến mức tôi không thở nổi nói không nên lời ba tôi thở hổn hển mấy hơi đột nhiên kéo tôi lên lôi vào trong phòng con ngoan ngoãn ở trong phòng hối lỗi cho ba. Không cần đến trường nữa ba xin phép nghỉ cho con. Lúc nào nghĩ thông suốt muốn cắt đứt lúc đó hãy đi ra. Nhà họ Tô ba không có đồng tính thích đàn ông. Người tôi cứng nhắc, mặc cho ba tôi lôi tôi vào phòng, ông cưỡng ép lấy điện thoại của tôi đi, sau đó đóng sập cửa đi ra ngoài. Ngay sau đó tôi nghe thấy cửa phòng bị khóa trái, cánh cửa đóng chặt ngăn cách tiếng khóc bên ngoài. Tôi choáng đầu hoa mắt, chợt lắc lư một cái, cảm thấy chuyện xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi này giống như một cơn ác mộng, một giấc mơ mê man, hỗn loạn và đau đớn. Tôi không biết ba tôi có đến nhà họ sở không, tôi cũng không biết tôi nên làm gì, tôi muốn gọi điện cho sở chi an nhưng tôi không có điện thoại. Nước mắt lập tức trào ra, đau đớn trong lòng như bị người ta xoán thành một quả bóng khiến tôi cũng đứng không vững, đành phải cúi người xuống công đầu gối lại, sau cùng quỳ xuống nằm trên mặt đất. Tôi đập đầu từng cái lên sàn nhà, làm thế nào cũng không thể xoa dịu đau quặn từng cơn sợ hãi lo lắng và tuyệt vọng trong cơ thể những cảm xúc này không ngừng dâng lên ung ung kéo đến trong không gian kín không có ánh sáng này khiến người ngạt thở tôi không biết mình ngất đi lúc nào chỉ nhớ rõ đập đầu chảy máu trước mắt mơ hồ rồi không nhớ gì nữa đến khi tôi tỉnh lại nhìn thấy phòng ngủ sáng tỏ quen thuộc chỉ cảm thấy dường như đã cách một đời bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc nhỏ tôi nghiêng mắt nhìn thấy mẹ tôi mắt sưng đỏ trong giữ ở đầu giường tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì ra không phải là mơ. An An à, con đồng ý với mẹ, cắt đứt đi, con dạy vào bản thân như vậy có làm được gì? Con sửa rồi, sau này vẫn rất tốt, được không? Mẹ tôi sờ lên vết thương trên trán tôi, vài câu cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt rơi xuống từng giọt. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng khang khang, mẹ ơi, không sửa được vậy con muốn thế nào giọng mẹ tôi chợt trở nên bén nhọn không chịu được gào lên ép chết ba mẹ hả giống như cô lục của con nghe thấy chết và cô lục đồng tử tôi cử động móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay trong cổ họng như xoa cát không nói nổi một câu mẹ tôi hít sâu làm dịu cảm xúc của mình nhưng giọng điệu không ôn hòa nữa ba mẹ nó đã mang nó về nhà rồi các con ai nghĩ thông trước thì người đó ra ngoài trước mang về nhà tôi mở mắt ra mắt bị ép đỏ lên tại sao vẫn muốn đến tìm anh ấy con đã nói là con bắt đầu trước tại sao còn muốn đến tìm anh ấy mẹ tôi hơi nín thở tức giận đến mức muốn đánh tôi một trận làm tôi tỉnh táo lại kiên kỵ vết thương trên trán tôi nên không ra tay bà đỏ mắt cắn răng nói nhìn xem bây giờ con trông như thế nào tô an có phải con muốn ép mẹ tức chết không dứt lời bà quay người đi ra ngoài luôn tôi nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng nghĩ đến từng giờ từng phút ở cùng sở chi an nghĩ đến nụ hôn cuối cùng của anh đêm đó tôi đột nhiên bật cười cười mãi cười mãi rồi chảy nước mắt tim đau đến mức con người lại mạnh mẽ nắm lấy ngực sau ngày đó tôi không ra cửa nữa mỗi ngày đều là mẹ tôi đưa cơm cho tôi tôi không muốn ăn ăn không trôi dù chỉ một chút mỗi lần mẹ tôi đều rơi nước mắt đi vào rơi nước mắt đi ra mà ba tôi không hề muốn thấy tôi mỗi giờ mỗi phút tôi đều đang sợ hãi trên cánh tay có thêm vô số vết thương nhìn thấy mà giật mình tôi cũng không có tin tức của sở chi an tôi không liên lạc được với anh ấy tôi sợ anh bị đánh sợ anh từ bỏ càng sợ mình sẽ không còn gặp lại anh nữa ngày thứ tư bị giam trong nhà ba tôi hiếm khi đi vào phòng tôi chẳng qua là bảo tôi mở khóa điện thoại gửi tin nhắn chia tay cho sở chi an tôi cầm di động trong tay bình tĩnh nhìn về phía ông ba và chú sở thương lượng xong rồi ông ấy cũng không phủ nhận chỉ cần con có thể bình thường lại chuyện gì ba cũng muốn thử vành mắt tôi đỏ lên sao lại không bình thường ba con chỉ thích một người thôi mà con thích người ba không quan tâm ba tôi cố gắng áp chế cơn giận nhưng tiên sư con lại thích đàn ông điều này bình thường hả mẹ con vì con ban ngày khóc buổi tối khóc con không đau lòng chút nào à tôi cúi đầu xuống không nói gì hồi lâu chỉ nghe thấy ông thở dài cắt đứt với nó sớm cũng tốt, còn biết tính tình chú sở không tốt. Tôi đột nhiên nghĩ đến lần sở chi an bị đánh không xuống được giường sau kỳ thi đại học. Tôi cực kỳ mệt mỏi, không muốn cử động, cũng không muốn nói chuyện, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đã mất sức. Một lúc lâu, ngón tay tôi run rẩy mở khóa trong ánh mắt của ba. Sở chi an, đến khi chúng ta được tự do hãy cùng rời khỏi nơi này đi, đến một nơi không ai biết chúng ta. Bắt đầu nhập vào, gửi đi thành công. Chia tay đi. Tôi vừa gửi xong, thì thấy bên kia trả lời trong một giây, được. Tôi nhìn mà sững sờ, ba tôi lấy điện thoại khỏi tay tôi và đi ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt, chủ nhật này gia đình họ sẽ ra nước ngoài, đợi họ đi thì con về trường. Cho đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, nước mắt của tôi mới hậu tri hậu giác rơi xuống. Tôi dùng cánh tay lau mắt, không có tiền độ, khóc cái khỉ gì, không sao đâu, đó chắc chắn không phải Sở Chi An gửi, nhưng mà nước mắt của tôi không khống chế được càng để lâu càng nhiều, không ngừng rơi xuống. Nhưng vết thương của anh ấy nặng bao nhiêu, mới có thể mặc cho người khác lấy vân tay của anh ấy mở khóa lại trả lời tin nhắn của tôi. Đầu đột nhiên đau dữ dội, trong đầu giống như có một cây kim thép xuyên từ bên này sang bên kia, đau quá, đau đến mức tôi muốn đập vỡ đầu lôi cây kim ra ngoài. Tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh nhốt mình ở bên trong. Đập từng cái lên vách tường, máu trên trán ngày càng nhiều, máu tụ lại chảy xuống, tôi không hề hay biết, chỉ lặp lại lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ánh mắt chợt mơ hồ, tôi sờ một cái, tay đầy máu, cục mắt xuống thấy rõ một vũng máu trên mặt đất nhìn mà giật mình, tôi không đúng lúc nghĩ, nếu như Sở Chi An nhìn thấy lại phải đau lòng mắng tôi là nhóc lừa đảo. Lại một giọt chất lỏng đập lên máu, hòa tan một mảng màu đỏ như máu đây không phải là máu mà là nước mắt tôi đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa dằng coi như vậy rất không có ý nghĩa người tôi quan tâm nhất vẫn sẽ bị thương người thân nhất của tôi vẫn không thể nào hiểu được tôi và tha thứ cho tôi giống như cho dù tôi kiên trì ra sao cố gắng thế nào không muốn từ bỏ như thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tôi bắt đầu yên tĩnh ở trong phòng dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ba mẹ tôi vui hơn nhiều chỉ nói rằng tôi nghĩ thông rồi cũng không nhốt tôi nữa. Nhưng ba mẹ tôi thường xuyên cằn nhằn tôi không thích ăn cơm, tôi cười cười không nói lời nào, dù sao ăn rồi vẫn sẽ nôn ra. Hôm chủ nhật tôi dậy từ sớm. Tôi nghiêm túc đánh răng rửa mặt, sau đó đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nhưng cho dù thử cái nào cũng có vẻ rộng thùng thình. Tôi biểu môi, gầy quá, sợ chi an sẽ không thích. Nghĩ ngợi tôi lại cười, anh ấy sẽ không không thích tôi. Tôi vui vẻ thay chiếc áo phông trắng và quần jean, giờ này, ba tôi vẫn chưa dậy, mẹ tôi hẳn là đi ra ngoài mưa thức ăn rồi. Tôi chuồn ra ngoài một cách suôn sẻ. Trên đường đi tâm trạng tôi vui vẻ ngân nga bài hát, đi thẳng đến tòa nhà bách hóa lớn nhất, sau đó đi thang máy lên sân thượng tầng cao nhất, tôi ngồi trên lan can hai chân lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt ngồi ở đó lặng lẽ hóng gió. Trong thoáng chốc nghĩ, không biết chiếc máy bay sở chi an ngồi có thể bay qua đỉnh đầu tôi không? Mặt trời bắt đầu càng lên càng cao, đám đông cũng bắt đầu ồn ào khi tôi mở mắt ra một chú cảnh sát đang cẩn thận tới gần tôi tôi quay đầu nhìn dưới tầng mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đó nhìn lên chú cảnh sát thấy tôi mở mắt cẩn thận đứng tại chỗ không tiến lên trước nữa bên cạnh còn có một bác sĩ tôi nghe thấy bác sĩ nói với chú ấy gì mà tự hại tình trạng tinh thần bệnh trầm cảm các loại một tự hại seo ham hay còn gọi là tự hại có nghĩa là tự mình làm tổn thương chính mình tự làm hại bản thân có thể là một cách để đối phó với những nỗi đau quá mức về tinh thần và nỗi đau cảm xúc nó có thể giúp bạn bày tỏ cảm xúc mà bạn không thể nói thành lời làm bạn mất tập trung vào cuộc sống hoặc giải phóng nỗi đau cảm xúc chú cảnh sát cháu muốn hỏi chú một câu tôi nhìn chú ta chăm chú người cháu thích là con trai cháu là đồng tính cái này có tội không không có tội chú làm động tác trấn an cũng nghiêm túc nhìn tôi nói chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội. Cảm ơn chú, tôi cười, lại nhìn về phía nữ bác sĩ mắt đỏ hoe kia, vậy cháu thế này có phải bị bệnh không? Giọng nữ bác sĩ run rẩy, không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến áo ra khỏi điều một bệnh tâm thần. Tôi gật đầu nói cảm ơn với cô ấy, thấy cô còn muốn nói gì đó, tôi bèn duỗi tay làm động tác dừng lại. Bởi vì không có cánh tay đỡ, cơ thể tôi đột nhiên lắc một cái ra sau mấy người trước mắt bỗng nhiên tái mét mặt bạn học chú cảnh sát cố gắng kiềm chế cảm xúc căng thẳng cháu vẫn là học sinh nhỉ có chuyện gì từ từ nói nếu như vì chuyện vừa mới nói cháu xuống đi chú giúp cháu bác sĩ cũng giúp cháu chúng tôi đều sẽ giúp cháu tôi lắc đầu nói khẽ chú không giúp được cháu đâu an an trong lúc im lặng giằng co tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của sở chi an anh ấy từ cửa lao đến, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ sợ hãi cấp bách như vậy của anh. nhìn thấy anh đến tôi cười cong mắt, anh ơi, anh đến rồi, em tưởng là không gặp được anh nữa. Sở Chi An rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù, hốc mắt đỏ lên, cầm lúng phúng trâu mới, quần áo giống như vài ngày chưa thay, trán còn cuốn băng vải. nhìn anh như vậy, tôi ra vẻ chê, sao anh khiến mình ra nông nổi này, ngay sau đó lại giãn lông mày, nghiêng đầu cười một tiếng, nhưng anh như thế cũng đẹp thế nào cũng đẹp ánh mắt anh ấy rơi trên cánh tay đầy vết dao của tôi tôi phát hiện sau đó rụt cánh tay ra sau theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm anh đừng giận em không cố ý thật sự không cố ý em đau quá đau không chịu được mới như vậy mặt sở chi an căng thẳng trong mắt đều là hoảng hốt và đau lòng giọng nói run rẩy anh sai rồi anh tới chậm em tha thứ cho anh chúng ta đi xuống được không anh tới gần tôi từng bước em nói anh như bây giờ xấu xí mà em xuống đi em đi chọn quần áo cho anh anh nghe em ánh mắt an an của chúng ta tốt nhất anh đứng lại tôi căng thẳng túng lan can đừng tới đây sở chi an lập tức không dám tiến lên nữa anh đứng tại chỗ cười với tôi còn xấu hơi khóc được anh không cử động anh không cử động anh không đi tới nhìn thấy anh dừng lại tôi mới khôi phục gương mặt tươi cười Tôi đùng đưa hai chân trong ánh mắt lo lắng của anh. Anh ơi, em vừa hỏi chú cảnh sát và cô bác sĩ rồi. Họ nói em thích anh không phạm pháp, cũng không phải bệnh. Tôi cười, em thật sự rất vui. Anh, sở chi an vừa mở miệng đã nức nở. Anh ấy hắn giọng một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh cũng rất vui, an an, em quên rồi à. Anh đã nói với em, 80 tuổi còn phải đút cho em ăn. Em còn nói, đến khi chúng ta đều là ông già hòm hẹm cũng phải dính vào nhau anh nghẹn ngào, em xuống đi, anh dẫn em đi, chúng ta mới 18 tuổi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta. Anh rất thông minh em biết mà, thi đại học lần nữa rất nhẹ nhàng. Em muốn thi thì thi, không muốn thi chúng ta sẽ không thi. Anh kiếm tiền cho em, đến lúc đó chúng ta mua nhà lớn, em chỉ phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa ăn uống chơi bời, lại nuôi con mèo hoặc con chó, xem em thích gì. Nếu như em nhớ ba mẹ chúng ta sẽ về thăm, đến khi bà 40 tuổi lại nhận nuôi đứa bé. À em thích con trai hay con gái, anh thích giống em hơn, hoặc bác. Sở Chi An đã nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt im lặng rơi xuống, cơ thể run rẩy. Tôi ngơ ngẩn, trong trí nhớ từ khi bắt đầu hiểu chuyện anh ấy đã chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng bây giờ anh khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho anh, muốn hôn anh, nhưng tôi không thể. Tôi nhìn anh cười cong mặt mày, được đó, em thích chó, mèo khó nuôi sống lắm, tôi nghẹn ngào cười ra nước mắt tầm nhìn mơ hồ con ấy à con em thích giống anh giống em không dễ nuôi ngày nào cũng được đà lớn tới sở chi an cũng cười vừa cười vừa rơi lệ được vậy chúng ta nhận nuôi hai đứa em thích mấy đứa thì nuôi nấy đứa nước mắt tôi rơi từng giọt dường như thật sự nhìn thấy tương lai trong lời anh nói xuống đây đi an an anh gần như đang cầu xin tôi anh ở đây xuống đi em tôi lau nước mắt lắc đầu với anh sau này, nếu anh gặp được người thích hợp hãy thử xem, đừng vì em mà trói cả đời mình, đang nói nước mắt tôi vừa lau xong lại rơi xuống, em vốn nghĩ như vậy, nhưng anh vừa đến, em đã hối hận, anh không thể thích người khác, anh là của em, anh chỉ có thể thích em. Sở chi an đỏ mắt, anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em. Tôi cười thở dài, hay là thôi đi, kiếp này thì thôi, em không nở. Kiếp sau nhé, kiếp sau em làm con gái chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên làm thanh mai trúc mã cấp ba yêu đương sau đó đến khi lớn rồi anh đến nhà em cưới em được không chàng trai hơn một mét tám lần đầu tiên khóc thành tiếng trước mặt tôi chỉ cần kiếp này an an à em không làm con gái anh cũng có thể cưới em kiếp sau vẫn cưới em đời đời kiếp kiếp đều cưới em mấy người cách đó không xa nghe đối thoại của chúng tôi cũng đỏ mắt cô bác sĩ kia đã khóc không thành tiếng Tôi dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả gương mặt anh, muốn khắc sâu vào trong lòng, kiếp sau cũng đừng quên mất, hai đứa con trai khó quá, đến kiếp sau em làm con gái, sẽ chờ anh đến cưới em. Trong lúc lơ đẳng, từ xa tôi nhìn thấy bóng ba mẹ tôi xuất hiện ở lối vào, cách xa quá tôi không thấy rõ mặt. Đúng rồi, anh nói với ba mẹ em giúp em, bảo họ nhanh chóng sinh thêm đứa nữa đi, tôi cười, tự nói lời hỗn hào, coi như không có đứa con trai là em, là em có lỗi với họ, khiến họ mất mặt còn khiến họ đau khổ như thế giúp em nói xin lỗi với họ em không thể báo đáp ơn dưỡng dục của họ rồi mắt thấy cha mẹ tôi ngày càng tới gần bên này tôi nhìn sở chi an lần cuối cùng nhắm mắt buông hai tay cơ thể ngửa ra sau xin lỗi anh sở chi an em yêu anh anh phải sống tiếp tha thứ cho em em không có cách nào đối mặt với họ em sợ nhìn thấy ánh mắt đau khổ của hai người đã dốc toàn bộ tâm huyết cho em xin lỗi ba mẹ con thật sự không làm được. Khoảnh khắc cơ thể bay trên không trung, tôi nghe thấy một tiếng tô an xé lòng của sở chi an, và tiếng giữ chặt cậu ấy, có người ngất xỉu rồi, hỗn loạn trên sân thượng. Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, miệng mỉm cười, sở chi an, kiếp sau em làm con gái, anh nhất định phải đến cưới em. An an, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia. Cậu không cảm nhận được chút nào à? Em chỉ cần biết, anh thích em đến mức có thể cho em mạng sống. Em đừng hòng nghĩ, đời này, hai chúng ta cứ buộc vào nhau như vậy. Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm. Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Năm 18 tuổi anh đút cho em ăn, đến năm 80 tuổi anh vẫn đút cho em ăn. 8 tuổi anh chỉ chơi với em, 18 tuổi thích em, 80 tuổi vẫn chỉ thích em. Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh. Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em. Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em. Em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em. Xin lỗi em yêu anh. Cuộc đời Tô An dừng lại ở năm 18 tuổi khi cậu không nhìn thấy một tia hy vọng. Sở Chi An gào lên liều lĩnh lao về phía trước muốn nhảy xuống theo lại được cảnh sát nhào tới kịp thời ôm lại đến cả một góc áo của cậu cũng không chạm được anh trơ mắt nhìn tô an rơi xuống cách anh ngày càng xa anh vô lực duỗi tay trong tầm nhìn mơ hồ khóe miệng tô an hơi cong lên sau đó biến thành một mảng đỏ tươi đẹp xin lỗi anh sở chi an em yêu anh anh phải sống tiếp đây là câu nói cuối cùng tô an để lại cho anh dịu dàng đến tàn nhẫn trong một khoảng thời gian rất dài sau này Sở Chi An đều nghĩ đi nghĩ lại, thật ra có một khoảng thời gian dài Tô An không bình thường, luôn ý lại anh quá mức, tại sao, rốt cuộc tại sao anh không hỏi. Lúc ấy anh bị cắt mất nguồn tài chính, giấu dến Tô An ngày nào cũng đang làm phần mềm kiếm thêm thu nhập, bận đến mức biết rất ít về sự khác thường của cậu, thậm chí không nghĩ nhiều. Hối hận và đau đớn không lúc nào không tra tấn sở chi an. Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận mẹ Tô sụp đổ tinh thần ngay tại chỗ và được đưa vào bệnh viện. Sở Chi An ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh với sắc mặt tái nhợt, mở mắt hay nhắm mắt đều là cảnh cuối cùng trên sân thượng. Cảm xúc mạnh mẽ như Thái Sơn đè đầu đánh về phía anh, tay chân mất cảm giác, tim như nghẹt thở, hình như có một con dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào lòng anh, ngũ tạng lục phủ đều tan vỡ. Trong phòng bệnh, mẹ Tô bình tĩnh lại sau đó dùng hai tay luôn run rẩy che mắt. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi bỏ ra một giây đồng hồ như thể vượt qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông bà lên tiếng giọng khàn đặc an an của chúng ta nói còn chưa dứt lời một hàng nước mắt đã tràn ra hốc mắt không ngừng rơi xuống ba tô ngồi bên giường sống lưng cố gắng ưỡng thẳng lập tức còng xuống mắt ông đỏ hoe hai tay siết chặt thành nắm đấm ở bên người lại vô lực buông ra em là mẹ nó lại không hề hay biết tình huống của nó đã nghiêm trọng đến vậy lúc nó đập đầu trên mặt đất chảy đầy máu chúng ta nên phát hiện con không được bình thường luôn bỏ bữa nói gì mà không thấy ngon miệng trời mùa hè ở trong phòng bật máy điều hòa mặc áo dài tay vì để che vết dao trên cánh tay nhưng lúc ấy chúng ta chỉ biết trách cứ con mắng con cảm thấy con đòi chết đòi sống vì một đứa con trai nói con mất mặt em còn dùng cái chết đe dọa con mẹ tô sụp đổ khóc thành tiếng từ nhỏ con đã sợ đau mỗi lần bị đụng đều đòi mẹ thổi nhiều vết dao như vậy sao con xuống tay được đây lúc ngã xuống phải đau lắm nước mắt của ba tô chợt rơi lên chăn đơn ở trước mặt người cha nghiêm khắc hơn nửa đời người này giờ đây cúi người thật sâu im lặng khóc bàn tay nắm tay cầm cửa phòng bệnh của sở chi an mất lực rũ xuống anh cúi đầu trên mặt không hề có màu máu xoay người thì nhìn thấy ba mẹ mình đứng ở phía sau hốc mắt ba đỏ lên mẹ vẫn đang nức nở hẳn cũng nghe được đối thoại trong phòng bệnh. Sở Chi An im lặng đi lướt qua họ, lại chợt bị mẹ túng lấy cánh tay, đầu ngón tay bà run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, con muốn đi đâu? Ra ngoài một lát, anh biết mẹ đang sợ điều gì, trong nụ cười có phần đau khổ, con hứa với em ấy, phải sống tiếp. Mẹ sở kinh ngạc nhìn anh, chậm rãi buông tay ra. Cho đến khi đứng ở trên đường cái, trong lòng sở chi an đều tràn đầy cảm giác trống trải không chân thật. Anh duỗi tay theo bản năng, lại nắm được một nắm không khí, anh luôn cho rằng bên cạnh anh phải có người kia, thân mật nắm tay anh, qua đường với anh. Bíp bíp. Trong lúc nghe người, tiếng còi nương theo tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Dưới ánh đèn chói mắt, Sở Chi An nhìn chiếc xe con vội vàng lao đến kia, vậy mà không hề muốn lùi lại. Anh đứng ở đó, trong đầu không nghĩ gì cả, bình tĩnh đợi xe đâm vào. Cẩn thận. Đột nhiên, một lực rất mạnh kéo cánh tay của anh lôi anh đến ven đường, nguy hiểm sự qua chiếc xe, là anh cảnh sát trên sân thượng. Cậu không muốn sống nữa. Hai mắt cảnh sát đỏ ngầu rống giận, trước khi làm chuyện gì phải nghĩ đến hậu quả. Mỗi năm khinh xuất đã. Bỗng nhiên, giọng anh ta đột nhiên im bặt, thiếu niên trước mặt chẳng biết lệ rơi đầy mặt từ khi nào, anh im lặng chảy nước mắt, không có tiếng khóc, thậm chí không có nhiều biểu cảm đau buồn, lại cho người ta cảm giác đè nén đau khổ đến tận tim. Anh ơi, lúc qua đường nhớ nhìn đèn xanh đèn nhỏ đấy giọng tô an bất chợt vang lên bên tai sở chi an gật đầu đồng ý được cảnh sát nhìn anh lẩm bẩm không khỏi phát ra một tiếng thở dài rất sâu vừa rồi ba mẹ cậu không yên tâm về cậu trùng hợp tôi vẫn đang ở bệnh viện xử lý sự việc nên nhờ tôi đến trong cậu dù sao cậu cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu còn có ba mẹ của cậu ấy thấy sở chi an không nói lời nào cảnh sát lại nói tôi tên là trần dương cũng xem như đã cứu mạng hai người, sau này có chuyện gì hãy đến tìm tôi." Trần Dương móc một tờ giấy viết một dãy số lên đó, nhét vào trong túi Sở Chi An. Sở Chi An im lặng, cũng không biết có nghe lọt tai không, chết lặng giống một cái xác không hồn, quay người đi đến bệnh viện. Thi thể Tô An được đưa đi hỏa táng, không ai muốn để cậu an táng với dáng vẻ thê thảm kia. Ngày hỏa táng, Sở Chi An đến nhà họ Tô trực tiếp quỳ gối trước mặt ba Tô mẹ Tô, dập đầu ba cái thật mạnh xin họ giao cho cốt của Tô An cho anh. Ba Tô không nói gì, mẹ Tô ôm hũ cho cốt yên lặng rơi lệ. Ấy nấy tự trách với con, không có nghĩa là họ chấp nhận chuyện này, chấp nhận tình cảm của hai người họ. Tại sao? Cậu vì sự ích kỷ của bản thân mà không cho nó mồ yên mã đẹp. Ba Tô lên tiếng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu ép người. Sở chi An nhìn hũ cho cốt nói, An An thích nơi sáng, em ấy không thích tối, chôn em ấy dưới đất em ấy sẽ không vui nghe được câu này mẹ tôi lập tức đau xót khóc thành tiếng ba tôi im lặng ông vốn muốn hỏi chẳng lẽ đưa cho cậu nó sẽ vui lại không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng không hỏi ra ngày hôm đó sở chi an đạt được ước muốn ông thiếu niên yêu dấu của anh trở về nhà vào ngày tang lễ của tô an sở chi an không rơi một giọt nước mắt nào ba sở mẹ sở lo lắng chú ý đến anh suốt quá trình anh quá im lặng không có gì khác thường im lặng đến mức khiến lòng người hốt hoảng giống như một cái máy móc vứt bỏ được tân trang lại còn có vỏ ngoài hoàn chỉnh nhưng bên trong đã nứt toát từ lâu trong mộ chỉ chôn quần áo của tô an sau tiếng khóc lóc ồn ào nơi này chỉ còn lại sở chi an anh ngồi xuống dựa lưng vào bia mộ cong một cái chân lên ngẩng đầu nhìn bầu trời em thích nhất là trời trong nhìn mặt trời hôm nay đẹp biết bao trước kia anh luôn nghe người ta bảo khi con người đau khổ đến giới hạn sẽ không có nước mắt khi đó anh cảm thấy không hợp lý bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng đau không thở nổi trong mắt lại khô không rơi được giọt nước mắt nào anh so sánh đau hơn cả ba anh cầm gậy đánh anh an an ơi có phải em trách anh không ra ngoài tìm em sớm hơn đúng không hay là trách anh trả lời tin nhắn kia của em sợ chi an tự giải thích đó không phải anh gửi chắc chắn em có thể đoán được nhỉ anh đã nói anh sẽ không nhượng bộ trong chuyện này lúc ấy anh đang ngủ mà cô sở của em cầm điện thoại của anh rồi gửi đi khi đó sở chi an đón cốc thủy tinh ba sở ném đến không mảy may tránh né trán bị đập chảy máu lại thêm từng vết thương sau lưng phút chốc choáng đầu hoa mắt ngất đi đến khi anh tỉnh lại trong nhà đã đang chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài vậy thì trách anh đến muộn quá nếu như lúc đó em đợi anh thêm nửa ngày không một tiếng anh sẽ đến nhà dẫn em đi nghĩ ngợi sở chi an lại lắc đầu không trách anh không nên chọn nhảy cửa sổ ở nhà vệ sinh sân bay dù có nửa đường nhảy xuống xe cũng có thể đuổi kịp trước khi em ra ngoài đúng không đau lắm phải không sở chi an nhìn về phía cánh tay mình dưới vải vóc là vết dao nhìn thấy mà giật mình hôm trước anh thử một chút em nói xem em sợ đau như thế sao lại cắt được lúc đó nhất định em rất sợ hãi anh lại không ở bên cạnh em khi em sợ phải chăng luôn nghĩ tên sở chi an khốn nạn này tại sao không ở đây trước kia em từng hỏi anh thích gì ở em lúc ấy anh không trả lời bởi vì bản thân anh cũng không biết hình như anh sinh ra là để gặp em gặp em là để yêu em trước khi yêu em cuộc đời anh chưa bao giờ có chuyện quan quan trọng nhất định phải làm sau khi yêu em anh không tìm thấy chuyện gì quan trọng hơn yêu em hồi nhỏ anh chơi với em không phải vì quan hệ hai gia đình tốt mà vì anh cảm thấy dáng vẻ em mặt ngoài chào hỏi anh, xoay người thì làm mặt xấu rất dễ thương. Đồ ngốc, chắc chắn em không biết anh đã thấy hết rồi. Hồi lớp 9 anh phát hiện mình thích em, rất sợ hãi. Con người anh ấy mà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sợ, nhưng lần đó anh sợ đến mức mấy ngày ngủ không ngon giấc. Anh sợ em cảm thấy ghê tởm, sợ mình không nhịn được trêu chọc em, sợ em biết sau đó rời xa anh. Hình như nghĩ đến gì đó Sở Chi ăn nhếch miệng, kết quả em cũng đang trọng thích anh, chỉ là thông suốt muộn quá. Em nói xem em có ngốc không, từ nhỏ đến lớn anh từng đối xử tốt với ai như thế chưa, không thích em thì thích ai. Vả lại kỹ năng diễn xuất của em tệ thế kia, tâm tư gì cũng biết hết lên mặt. Cho nên anh đã chủ động ra tay, chúng ta có tình với nhau, vậy không tính là anh bắt nạt em. Anh nhớ đến nụ hôn anh vụng trộm in lên mặt Tô An khi cậu đang ngủ trong giờ học bù năm lớp 9 rất khẽ gần như không có cảm giác nhưng trong nháy mắt đó tim anh đập thình thịch lần đầu tiên biết cảm giác dày vào người là gì anh từng hối hận tại sao phải tỏ tình tại sao phải chọc thủng tại sao phải ở bên nhau nếu như anh không kiên quyết kéo tô an xuống thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra nhưng anh xót xa nhận ra nếu như quay lại lần nữa anh vẫn sẽ làm vậy anh không nỡ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để ở bên tô an anh luôn quá tự phụ cho rằng mình có thể xử lý tốt mọi chuyện cảm thấy chỉ cần tô an ở đây bao nhiêu khổ bao nhiêu khó khăn anh cũng có thể vượt qua nhưng anh lại quên mất điều bất trắc và ngày mai bạn không bao giờ biết cái nào đến trước có lẽ ánh mặt trời chói quá hốc mắt sở chi an hơi đỏ anh ngồi thẳng người nhìn thiếu niên mỉm cười trong tấm ảnh trên bia mộ cong ngón tay búng tráng cậu còn cười nhóc lừa đảo không có lương tâm đến khi 80 tuổi chúng ta thành ông già họm hẹm cũng phải bám nhau mỗi ngày. Lời nói của Tô An xuyên qua thời không vọng ở bên tai. Lừa đảo, sở chi an đỏ mắt vuốt ve ảnh cậu, cắn răng nghẹn ngào từng chữ, em lại lừa anh. Trả lời anh chỉ có sự yên tĩnh, anh lại dựa lưng vào bia mộ, một bàn tay phủ lên mắt. Anh im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn, giống như khóc lại giống như cười, em nói muốn anh sống tiếp, nhưng vừa nghĩ đến mấy chục năm dài đằng đẵng sau này đều không có em. Bây giờ mới là năm thứ nhất, anh đã sắp không chống đỡ tiếp được. Cho cốt của Tô An được Sở Chi An đưa đi làm kim cương cho cốt, lại gia công thành nhẫn kim cương, thời hạn nhanh nhất là 4 tháng. Trong 4 tháng này, Sở Chi An tìm được một mục sư đã đăng ký với chính phủ Mỹ, ông từng làm giấy chứng nhận hôn lễ cho rất nhiều người đồng tính ở nước Mỹ, bây giờ đang định cư ở Trung Quốc. Lúc nghe thấy yêu cầu của Sở Chi An, phản ứng đầu tiên của một sư già đó là vô lý chưa từng có ai mời ông chứng hôn cho một người sống và một người chết dưới sự thỉnh cầu liên tục của sở chi an một sư già im lặng gật đầu cuối cùng đồng ý ba sở và mẹ sở biết chuyện này họ nhìn sở chi an muốn nói lại thôi tô an là đứa trẻ họ nhìn cậu lớn lên xảy ra chuyện như vậy họ cũng buồn càng cảnh tỉnh họ trước mặt sinh mệnh không có gì đáng để nhắc đến họ không muốn nhìn thấy con mình vĩnh viễn nhốt mình ở đây lừa mình dối người nhưng ánh mắt kiên quyết của sở chi an khiến họ nói không nên lời cuối cùng họ chấp nhận lễ cưới hoang đường này ngày chiếc nhẫn đến sở chi an cẩn thận từng ly từng tí hôn viên kim cương bên trên thở dài thỏa mãi an an chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa anh xin giấy đăng ký kết hôn ở mỹ nhưng không xin được anh nói với kim cương không sao không có giấy kết hôn cũng nên có hôn lễ chứ không thể để an an thiệt thòi được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh anh lại như nghe được gì đó như lời hồi đáp yên tâm đi anh biết trạng thái của cô chú không tốt anh chưa nói với họ chỉ cảm thấy thiệt thòi cho em ba mẹ anh chắc chắn đồng ý rồi không mời ai cả à đúng anh mời anh trần là cảnh sát trên sân thượng ừ anh ấy bằng lòng đến anh ấy còn cứu anh hai lần là anh cảnh sát tốt hôn lễ được tổ chức trong một giáo đường nhỏ chỉ có ba người mục sư cảnh sát và sở chi an anh sở chi an anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh cho dù nghèo khó hay sang giàu hoặc bất kỳ lý do gì cũng yêu anh ấy chăm sóc anh ấy tôn trọng anh ấy tiếp nhận anh ấy mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời mục sư già đứng phía trên nhìn đôi trẻ đặc biệt này Sở Chi An gật đầu, tôi đồng ý. Anh Tô An, anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay sang giàu, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời. Trong không khí yên lặng một hồi, sở chi an lại cười một tiếng như thể nghe được gì đó, nghiêng đầu nói với một sư già, em ấy nói em ấy đồng ý. Mục sư già đọc lời thề, bây giờ mời chú rể hôn người yêu của cậu. Sở Chi An cúi đầu, thành kính khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương trong tay, đông đầy tình yêu. Trần Dương ngồi trên ghế khách khứa trống trải, hốc mắt đỏ lên. Khi hôn lễ kết thúc, ánh mắt mục sư già phức tạp đi đến trước mặt anh, mang theo bùi ngùi và tiếc nuối. An, cậu rất yêu cậu ấy. Sở Chi An gật đầu, em ấy cũng rất yêu tôi. Mục sư già cười, nói lời chúc phúc rất thật lòng, chúc hai người hạnh phúc. Sở Chi An ngẩn ra, đây là lần đầu tiên, có người nói với anh, chúc hai người hạnh phúc. Anh công khóe miệng, cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Năm ba đại học Sở Chi An hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp sớm, lúc này công ty của anh vừa mới thành lập không lâu, anh liều mạng làm việc, như thể một cái máy không ngừng chuyển động. Trong thời gian một năm đã đưa công ty ra thị trường sau khi tô an đi anh không bao giờ trở về nữa nhưng mỗi tháng đều về thăm ba mẹ mình và ba mẹ tô an ba mẹ tô an cũng từ lúc đầu kháng cự anh về sau ngầm thừa nhận để anh vào cửa cũng dần dần không từ chối đồ đạc anh gửi tới tiểu khu cũ thời đại xa xưa tư tưởng của mọi người còn phong kiến lại thích thảo luận chút chuyện nhà mồm năm miệng mười đâm vào trái tim người tô an nhảy lầu không ai biết tại sao cậu nhảy lầu điều này cũng không cản trở họ xem đó là một đề tài nói chuyện bàn tán sôi nổi. Sở Chi An từng muốn họ chuyển nhà, nhưng ba tô mẹ tô từ chối, họ xem nhẹ những lời dèm pha, chỉ muốn ở lại nơi đã sinh sống hơn nửa đời người, trông coi một chút ký ức với con trai vượt qua tuổi già. Nhà họ tô vẫn mang lên ba bộ bát đổ mỗi ngày khi ăn cơm, mẹ tô nói, lỡ như ngày nào An An nhớ nhà, cũng có thể về nhà ăn bữa cơm nóng hổi. Thỉnh thoảng nấu cơm xong bà còn theo thói quen gọi Tô An ra ăn cơm, sau đó bỗng nhiên dừng lại, lau sạch nước mắt tiếp tục bậy bộ bát đũa thứ ba. Có đôi khi họ sẽ có một sự chờ mong không cách nào kiềm chế được, nói không chừng ngày nào đó Tô An phiêu bạc mệt mỏi rồi, sẽ quay về nhà. Năm 25 tuổi, Sở Chi An mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng dường như cách xa tất cả ồn ào náo động của thành thị, trong lành và độc đáo. Sở Chi An đích thân tham gia tất cả trang trí, có ban công, có vườn hoa, có xích đu, nơi nào cũng tràn đầy hương vị ấm áp. Anh nghĩ, Tô An sẽ thích. Năm 28 tuổi, anh trở thành sếp sở hầu như mọi người trong nghề đều biết, chạm tay có thể bỏng, tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh Tuấn giàu có, cho dù là từ nào cũng là điểm nóng tin tức điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối đó là anh đã công khai trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí tài chính kinh tế rằng anh đã kết hôn từ lâu đồng thời rất yêu bạn đời của mình anh bảo vệ tin tức của tô an rất tốt cũng bảo vệ cha mẹ hai bên rất tốt truyền thông không điều tra được bất kỳ tin tức nào mà họ muốn hiểu rõ có người nói anh vì tránh phiền toái không cần thiết mới cố tình nói vậy có người nói vợ anh đã qua đời từ sớm thậm chí có tin đồn nói anh thích một thiếu niên tự tử vài năm trước mỗi người nói một kiểu hầu như không có ai tin tưởng suy đoán cuối cùng điều này thật sự quá vô lý cho dù đám người suy đoán như thế nào chiếc nhẫn kim cương trên tay anh thực sự chưa từng rời khỏi người dù cho có trường hợp đặc biệt không thể đeo nhẫn anh cũng sẽ dùng một sợi dây chuyền sâu vào đeo trên cổ dần dà truyền thuyết giới thương nghiệp chuyện trong lòng sở chi an có một người hầu như mọi người đều biết chỉ có cô thư ký của anh biết suy đoán cuối cùng mới có thể là thật cô từng nhìn thấy ảnh chụp chung trên bàn làm việc của sở chi an biết rằng ngoại trừ làm việc sở chi an sẽ xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp chung có một lần vô tình bởi vì lý do công việc thư ký đi từng đến căn biệt thự đầy bí ẩn kia cô đứng ở cửa chờ tài liệu nhìn vào trong phát hiện những nơi mắt nhìn thấy đều treo ảnh của thiếu niên kia mặt mày non nớt nụ cười sạch sẽ trong veo sở chi an ngồi trước bàn làm việc lặp lại việc anh làm hàng ngày nói chuyện với tô an trong ảnh đó là một tấm ảnh chụp hồi cấp 2 của họ, trong tấm ảnh họ mặc đồng phục trắng xanh khi đó rất ngu ngốc. Tô An toét miệng một tay ông lấy cổ anh một tay cầm điện thoại tự chụp, mà anh bị ép cúi người nhìn về phía ống kính, trong ánh mắt là sự kinh ngạc không che giấu được. Ngày đó Tô An tìm anh chụp ảnh, anh nói là không có hứng thú, nhưng trong nháy mắt xoay người bị thiếu niên nhảy lên ông cổ cưỡng ép chụp một tấm. Trong số lượng ảnh không nhiều, anh thích tấm này nhất, bởi vì thời điểm đó họ chưa hiểu gì cả thiếu niên lộ vẻ ngây ngô trong lòng chỉ muốn làm bạn bên cạnh đối phương không có đau khổ không có tuyệt vọng cũng không có buồn rầu và sợ hãi đối với tương lai nụ cười đơn giản và thuần khiết anh vươn tay đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt tươi cười của thiếu niên thời gian trôi qua nhanh thật giọng anh rất nhỏ anh rất nhớ em em nhớ anh không rất nhớ mỗi giờ mỗi phút đều đang nhớ anh nghe được tô an nói giống như rất nhiều năm về trước sở chi an ngồi im đầu cúi xuống sâu, dùng tay bụng mặt, cơ thể run rẩy dữ dội. Anh luôn sống dựa vào những hồi tưởng, lặp đi lặp lại hơn 10 năm ngắn ngủi của anh và Tô An nhai nuốt vô số lần, dường như nếu không làm vậy sẽ không vượt qua được. Lần trước gặp Trần Dương, Trần Dương nhìn thấy trên tay anh mới đeo một sợi dây tay màu đỏ, không hợp với khí chất toàn thân của anh, nên thuận miệng hỏi một câu. Anh trả lời nói rằng cái này tình cờ mua ở cửa hàng của ông chủ kia, Ông chủ cửa hàng nói dây đỏ có thể buộc mình và người yêu đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, thế là anh không hề do dự đã mua nó, một sợi mình đeo, một sợi đốt cho Tô An. Trần Dương nhìn anh muốn nói gì đó, lại nghĩ anh đã điên dại không biết bao lâu trong chuyện này, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nói, lâu như vậy cũng nên buông xuống rồi. Những năm này luôn có người khuyên anh buông xuống, cha mẹ từ lâu đã im lặng thỏa hiệp với xu hướng tính dục của anh, chỉ hy vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới ngay cả ba tô mẹ tô cũng đang dùng sự quan tâm uyển chuyển để nói nên buông xuống thôi nên bắt đầu cuộc sống mới nhưng mà không cần thiết anh không cần buông xuống không cần khởi đầu mới càng không cần một người khác ngoài tô an anh đã từng lấy danh nghĩa tình yêu kéo tô an vào vòng bây giờ lại vẽ nhà tù trên mặt đất tự giam mình trong thế giới chỉ có anh và tô an không chứa được người thứ ba nữa những chuyện kia đều trở thành bệnh cũ năm xưa không chạm được không sờ được Mỗi lần đến lúc không chống đỡ được nữa anh luôn nghĩ, tại sao Tô An phải tàn nhẫn như vậy, khi đau khổ không chịu được anh cũng muốn hận, nhưng anh không nở. Tất cả yêu và hận của anh đều chôn vùi cùng Tô An vào mùa hè ấy. Năm 31 tuổi anh nuôi một con chó lông vàng, là con chó hoang nhặt trên đường, tuổi đã không nhỏ nữa, còn có một số bệnh nhẹ. Anh mang về nhà tắm rửa sạch sẽ chữa khỏi bệnh, đặt tên cho nó là A Vượng. Anh cười lắc đầu, nếu Tô An nghe được, Chắc chắn sẽ xỉa sói anh đặt tên vô dụng, lấy cái tên quê như thế. Năm 35 tuổi sở Chi An đến viện mồ cô nhận nuôi một đứa trẻ 4 tuổi, là bé trai, sự lanh lợi kia quả thực như đúc ra từ một khung với tô an. Anh thơ mặt đứa trẻ một cái, nói với cậu bé rằng từ hôm nay trở đi bé tên là Tô Niệm An, bé sẽ cho hai người cha, một người là ba tô, một người là ba sở. Cậu bé rất ngoan, gọi anh là ba sở bằng giọng sữa non chuệt. Ánh mắt đầu tiên ba sở mẹ sở nhìn thấy cậu bé đã biết nguyên nhân anh nhận nuôi nhóc. Sở Chi An nói, sau này cậu bé sẽ là con ruột của con. Anh sẽ không có người khác nữa, con cũng chỉ có một đứa. Sau đó anh đưa cậu bé đến nhà họ tô, khi ba tô mẹ tô nhìn thấy đứa bé thì ngẩn người, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Cậu bé hơi sợ, lôi kéo gốc áo sở Chi An ruột lại sau, anh sờ lên đầu cậu bé, đây là ông tô và bà tô của con. Tôi niệm an sợ hãi nhìn họ một cái, ngoan ngoãn gọi, con chào ông Tô, bà Tô. dáng vẻ sợ người lạ và ngoan ngoãn này cực kỳ giống Tô An hồi nhỏ khi đang là em bé. Ơi! Mẹ Tô rơi lệ đáp một tiếng. Sau này ba mẹ con sẽ chăm sóc cu cậu, sợ chi an nói với hai ông bà, nó cũng là cháu của hai người, nếu như nhớ nó thì đón về ở vài ngày. Ba Tô lau nước mắt gật đầu, mẹ Tô ngồi xổm xuống ông lấy Tô niệm an, nước mắt rơi xuống. Sau khi nhận nuôi Tô Niệm An, mỗi tuần Sở Chi An đều sẽ bớt thời gian trở về một chuyến, quan hệ hai gia đình vì có Tô Niệm An mà dần dần tốt hơn, thậm chí mơ hồ sắp quay về quan hệ rất lâu trước đây. Tô Niệm An lớn lên từng ngày, cậu nhóc và Tô An không thích học cho lắm, nhưng thành tích tốt hơn Tô An một chút. Lúc không quen thì rụt rè, sau khi thân quen thì sẽ nhảy nhót tưng tưng, cậu biết mình có hai người cha, hai ông và hai bà, ngoại trừ ba Tô chưa từng gặp, tất cả mọi người rất thương cậu cậu thường xuyên nhìn thấy ảnh chụp tô an ở chỗ sở chi an biết rằng thiếu niên trắng nõn mặt mày luôn luôn vương ý cười kia là ba tô mỗi khi cậu hỏi ba tô ở đây sở chi an luôn xoa đầu cậu nói bằng giọng rất dịu dàng em ấy đã đến một nơi xa ở đó chờ ba sở chi an nhìn cậu bé lớn lên giống như nhìn lại dáng vẻ tô an từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành đêm trước giao thừa năm đó sở chi an đã hứa với tô niệm an trở về ăn cơm với cậu lúc ở cửa ra vào xuyên qua khe cửa nghe thấy tiếng cười nói của bốn ông bà và trẻ con. Anh cười một tiếng, đột nhiên không muốn vào nữa, gửi tin nhắn nói công ty có việc phải tăng ca, anh quay người rời đi. Trời đổ cơn mưa nhỏ, trên đường vắng tanh, anh che ô đứng bên cầu nhìn phong cảnh, trong miệng cắn một điếu thuốc. Những năm này, anh ngày càng thích hút điếu thuốc khi không có chuyện gì. Làn khói màu trắng chậm rãi tiêu tan trong giọt nước mưa, không để lại chút dấu vết nào. Anh dụi tắt thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh ngắm vào cơ thể từng chút một. Ăn Tết xong, anh đã 38 tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thiếu niên xanh tươi năm đó đảo mắt đã trở thành người đàn ông cao lớn trắng rõi. Khi quay lại biệt thự A Vượng hiếm khi không chạy ra đón anh, sở chi an che ô tìm được thi thể A Vượng trong vườn hoa. Anh im lặng bế A Vượng lên, không để ý nước mưa và bùn đất trên người nó. Đúng rồi, A Vượng đã già, gần đây tinh thần không tốt lắm anh nhìn con chó lông vàng trong ngực cười ngày mai là năm mới rồi cơm tất niên mày cũng không ăn được nữa anh ông a vượng đi vào nhẹ nhàng đặt vào ổ chó có phải mày đi tìm em ấy không nửa đêm sở chi an tỉnh dậy anh nằm mơ trong mơ tô an mặt mày công công nói với anh anh ơi a vượng rất ngoan em rất thích a vượng anh ngồi dậy dựa vào đầu giường không bật đèn im lặng đốt một điếu thuốc cắn trong miệng xuất thần nhìn tấm ảnh ở bức tường đối diện qua tia sáng tù mù, cho đến khi thuốc lá đã cháy đến tay mới hoàn hồn. An An, giọng sở chi An khàn khàn, anh đã rất lâu chưa mơ thấy em. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng An An ngồi bên cạnh anh, hoặc là trong lòng anh. Cho dù không cảm nhận được nhiệt độ dù chỉ một chút, anh vẫn cố chấp cho rằng Tô An luôn bên cạnh anh, cậu đang nghe anh nói chuyện. Em mãi mãi vẫn trẻ như thế, anh đã già, đã 20 năm rồi an an à có lúc anh không dám tính toán một mình sống bao nhiêu năm anh chỉ cảm thấy đáng sợ lâu thế này rốt cuộc vượt qua như thế nào nhỉ nhiều năm như vậy anh nhỏ giọng lẩm bẩm thật ra anh rất sợ sợ rằng có phải em đợi lâu quá nên đi luôn rồi cho nên mới không đến giấc mơ của anh nhà lớn chó rất nhiều rất nhiều tiền mà ban đầu anh hứa với em đã làm được rồi con à anh đã nhận nuôi một đứa giống em em không ở đây anh nuôi một đứa khiến người ta ghét giống anh có phải? Tính cách thằng bé rất giống em, nhưng thành tích tốt hơn em, ba mẹ em đều rất thích nó, bây giờ họ sống cũng rất tốt. Nếu bây giờ em còn sống, nói không chừng ba mẹ anh đã đồng ý cho hai ta ở bên nhau từ lâu rồi. Anh nằm xuống, nghiêng người ông chặt chăn, tưởng tượng nhiệt độ của Tô An trong lòng anh. Đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện anh đều không nhớ rõ lắm, lại chỉ nhớ rõ ràng nhiệt độ cơ thể và xúc cảm của Tô An, mỗi một ngày, Mỗi một phút, mỗi một giây anh đều nhớ em, giống như chuyện nhớ em đã khắc vào máu thịt của anh, trở thành một loại bản năng. An An, đợi anh nhé, đừng đi nhanh thế, anh đã sống tiếp như lời em nói rồi. Khuy mùng một đầu năm, biệt thự bùng lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa ngút trời, đến khi có người phát hiện ra nơi này đã gần như trở thành một vùng phế tích. Sở chi An mang theo nhà lớn và con chó mà anh đã hứa đi tìm thiếu niên anh đã nhớ nhung suốt 20 năm chuyện này ngay lập tức chấn động cả thành phố theo điều tra mấy báo động trong biệt thự đã bị tắt hết xung quanh nhà cũng đã làm các biện pháp đề phòng từ trước từ đó tránh thế lửa ảnh hưởng quá lớn đến cư dân khác khi chết người chết rất thanh thản không có bất kỳ dấu hiệu dãy dụ gì trong ngực anh ôm chặt một cái hộp sắt bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi dây đỏ đây quả thực là một vụ tự tử đã lên kế hoạch trước vụ án này do trần dương tiếp nhận anh ta vừa hút thuốc vừa dựa vào cửa xe nghe cảnh sát vừa làm việc không lâu ở bên cạnh nghi ngờ lẩm bẩm vụ án này kỳ lạ lắm người chết còn trẻ đầy triển vọng muốn gì có nấy không hề có động cơ tự tử nhưng nếu là mưu sát điểm đáng ngờ cũng quá nhiều cảnh sát trẻ quay đầu nhìn về phía trần dương tiền bối anh thấy sao trần dương không nói gì lại rít một hơi thuốc lá trước mắt như thế xuất hiện thiếu niên năm đó trên sân thượng liều mạng muốn nhảy xuống theo Dường như anh đã chết trên sân thượng đó từ lâu rồi, nhiều năm như vậy đều nhờ câu nói kia kéo lên. Cảnh sát trẻ kinh ngạc phát hiện, giữa khói thuốc lượng lờ, tiền bối mặt không đổi sắc trước mặt đau thương của cậu, hình như đỏ mắt. Khi tin tức thông báo đến nhà họ sở, mẹ sở đang một tay cầm nồi nấu thức ăn cho tô niệm an một tay nghe điện thoại, nghe xong cái nồi rơi xuống đất vang lên tiếng công. Bà sững sờ tại chỗ, phút chốc gần như mất thính giác, không nghe được bên kia điện thoại lại nói gì, nước mắt bắt đầu chảy xuống trước khi kịp phản ứng tô niệm an ở phòng khách nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới bà sợ ơi sao vậy là ba sợ gọi điện ạ à. đêm nay bà có về ăn cơm không mẹ sợ kinh ngạc nhìn cu cậu ngồi xổm xuống chảy nước mắt ông tô niệm an vào lòng không về nữa ba sợ của con đi tìm ba tô của con rồi tô niệm an 7 tuổi cái hiểu cái không gật đầu cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng bà nội vậy chắc là ba sợ vui lắm nhỉ Đúng rồi, bà muốn khống chế cảm xúc trước mặt trẻ con, nhưng vẫn không nhịn được khóc trống, nó vui lắm, nó sẽ rất vui. 9 giờ sáng ngày hôm sau, luật sư riêng của Sở Chi An tuyên bố Sở Chi An tự tử, công bố di chúc của anh. Tất cả tài sản dưới tên của anh Sở Chi An chia làm 4 phần, một phần thuộc về vợ chồng Tô Hàng, một phần thuộc về cha mẹ mình, một phần thuộc về con nuôi Tô Niệm An, một phần quyên góp cho bệnh viện trần dương nhận được một lá thư chuyển nhượng tài sản đã ký xong và một di chúc cá nhân bên trong di chúc nhờ anh ta làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của sở chi an sau đó dùng sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn lại với nhau cuối cùng ném vào đáy sông hoa khê sông hoa khê truyền thuyết là bể tình chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu tốt đẹp trần dương vốn đang lo lắng ba sở mẹ sở sẽ không đồng ý dù sao tro cốt cũng là sự tồn tại đặc biệt với người thân nhưng sau khi hai ông bà đọc di chúc, đã đỏ mắt giao cho cốt cho anh ta. Lúc sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn chìm vào đáy sông, Trần Dương không thể kiềm chế chảy nước mắt. Anh ta nghĩ đến Tô An khi nhảy lầu vẫn cầu kiếp sau, còn có sợ Chi An vượt qua 20 năm cuối cùng không hề bận lòng đi tìm cậu. Chúc hai người hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp. Anh ta nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm. Tô An ra đi vào tháng 6 tuyệt vọng, sợ Chi An đã đến tìm cậu trong ngày Tết vui vẻ. Đây không phải một người đang nhớ nhung, từ đầu đến cuối hai người họ đều đang kiên trì yêu. Đây là tình yêu của hai người họ. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp. Hết chương 13. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.